Alo, cả nhà ơi. Chào cả nhà. Lâu lắm rồi, một năm nay mới gặp nhau. Hello cả nhà, xin chào lãnh đạo Chào Hương, chị. xin chào tất cả quý nhà phân phối ạ. Lắm mới gặp nhau nhỉ, một năm rồi. Sau một năm nhìn thấy em Huy, em lại làm bố của hai trẻ em nên là nó béo tốt hơn nhỉ? Đính chính lại chỉ một thôi chị Cẩm ơi, hai thì chết, hai thì không biết là hai thì chắc là chưa, cái kia là chưa có trong giấy tờ, chứ một thì có trong giấy tờ rồi, còn cái một kia thì chắc là để sau này cháu về cháu nhận lại thì chắc mới biết Kiểu được. cơm cho vợ ăn, nấu thức ăn cho vợ ăn nhiều quá, vợ ăn hết thế là ăn cố Đấy, nhiều khi là khổ lắm, cố đấy ạ. Nhiều ơi, khi có khổ khi hết. bình thường thì cũng vâng bình thường thì chắc là không dám bỏ tiền ra ăn đâu, nhưng mà thấy nhìn tiếc rẻ quá thì thôi mình cố vậy. Bây giờ đợt này đang cân nặng chuẩn bị 3 sao, đâm ra là nó lại đậm đà hơn đúng không? Mình cứ có sức khỏe gì các bạn, cứ có sức khỏe để chăm ở nhà em hay gọi là cô chủ lớn cô chủ nhỏ đây, mình là ô sin cao cấp đây. Mình là ô sin không lương cao cấp. Huy ơi, còn một lúc nữa là làm thôi nhá. Vâng, dạ. Thì lúc Làm nào rồi chúng ta cũng chắc chờ một tống chút nha. nữa còn bốn vâng. Bên mình vắng nhiều Tống. quá, chả thấy ai vào này. Nên là nhiều khi không gọi điện là không để ý đâu. Tạo cho người ta cái thói hư đấy. Ở nhà có ai tăng cân không? Nhiều người tăng cân chứ. Mình cũng đang bị tăng cân đây. Vâng. Về nói chung là chỉ có ăn thôi là dễ tăng cân. Đấy bảo ngày Tết muốn đi đâu chơi mà mọi người bảo thôi thôi mình đừng đến nhà tao ấy. Khi nào hết Covid mà anh đến. Nhiều Thế khi cũng ngại. Vâng. không phải Lúc đi á. bổ có nhà tao qua chơi bảo thôi 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 thì đang ở ở đâu yên ngồi đấy.
Chào anh Thế Long nhé. Chào anh Đồng Hương. Ở nhóm khác. Hôm nay anh Long chia sẻ một chút về kinh nghiệm nhá. Trong quá trình vận hành. Rồi đang học hỏi các thủ lĩnh việc các thủ lĩnh cứ làm đi. Không. Hey, Tết ăn nhiều anh chứ. À Tết ăn nhiều. Tết ăn nhiều anh chứ sao má có cánh ha. Tự nhiên về thèm ăn đồ nếp. Không có tăng thêm ít cân nữa cũng được. Chắc là tăng lại nhỉ. Không mà tăng lại tốt là tăng lại sinh thêm nữa. Cố gắng tăng cân để giảm eo cơ. Chứ Hùng Tết không thấy nó ra đây ha. Nó vẫn đang ở quê đấy anh, chắc là sợ dịch chứ không dám ra nhà anh, sợ lây nhà anh sao. Úi giời ơi, nhà anh lây, không thấy bạn, không thấy em nó ấy đâu cả. Yeah. Đang ở nhà, mùng 10 nó mới ra mà, mai kia bảo ra nhà anh để học hỏi anh. Hôm nay là khách mời là của anh Long, còn lại nhóm khác là cho ra ngoài đấy. anh giao lưu. Rồi anh học tập đi, cái giao lưu nó bất ngờ, nó ấy quá, nó nhanh quá thì không ấy được. Có gì đâu, nó có gì nơi đấy. Nhóm chúng ta là có một thủ lĩnh hệ thống ở Thanh Hóa, còn là anh Nguyễn Thế Long nhé cả nhà nhá. Rồi tuyến dưới có chị Hoàng Hương đó. Được giao lưu gặp anh Long. F1 có chị Hoàng Hương đó. chị đang giấu người đấy, chính thức F1 có chị á. F1 của chị Hoàng Hương lên năm sau ngay. Đấy, nhường cho một nửa đây. Có F1 như thế thì lên năm sau rồi. Rồi tí là anh Long lộ diện để cho hệ thống em biết được biết anh ở Thanh Hóa này, để các bạn đi có người Thanh Hóa thì nhờ anh hỗ trợ. Không, lúc nào thì anh, kể cả anh không xuất hiện, chỉ cần một tiếng nói là anh thì em biết rồi, anh có quản gì đâu, cần gì phải lộ diện. Quá tuyệt vời, đúng là cái văn hóa của New May á, chỉ cần chưa cần nhìn thấy nhau, chỉ cần có lời nhờ là sẵn sàng hỗ trợ. Có sao đâu. Đang hẹn với Đinh Hoài, bảo là khi nào vào Thanh Hóa anh em gặp, có sang năm em vào. Chị Hoài á? Ừ. Đinh Đoài gì đây? À Đinh Đoài. Bạn Đoài thì chồng bạn ấy hay đi gặt lúa ở Thanh Hóa lắm. Nhà bạn ấy có cái máy gặt lúa này. À. Anh mới bảo là nếu mà có thị trường Thanh Hóa thì cứ kết hợp vô tư, anh em vô tư mà. Đàn loài mà phát triển thì rất là ok, vì là chồng đi gặt lúa rất là thân, rất là quen, thân thiện 30 năm nay rồi. Có cái máy gặt lúa rất là to anh ạ, đi khắp các tỉnh. Vâng. Cái máy đi lúc mua mới chả hơn nửa tỷ à? Vâng. 7-8 trăm gì đấy. Thanh Hóa Nghệ An. 7-8 trăm thì mà thu nhập của thủ lĩnh 3 sao vàng Hoàng Hương chứ bao nhiêu mà cả vốn cả lãi. Nhiều hơn. cả năm vừa rồi thủ lĩnh đẹp đưa cái bảng thu nhập về của anh Long chưa được 400, mà anh bảo thôi úp lại đi, không người ta đến người ta đòi nợ rồi. Yeah. Mình chưa được không biết nhỉ. Hôm kia vào họp ké của cái đội nhóm của Hồng Ngọc Ánh chia sẻ, mình lại thấy hợp với cái môi trường của các bạn hơn, vì các bạn chia sẻ mình cảm thấy hợp với mình hơn. Các thủ lĩnh năm sao anh nói thật, đây cái các đội nhóm nhiều thủ lĩnh năm sao trong miền Nam chia sẻ nhưng anh thấy nghe không được, trừ Đặng Văn Điệp. Còn nghe nó khó hiểu cái gì, nhưng mình thấy rõ ngay công việc, thấy rõ ngay những cái ok cần làm gì ngay, đúng không anh? Thôi đến giờ Huy ơi, chúng ta làm nó quá mất mười mấy phút rồi Huy ạ. MC Huy điều khiển chương trình mở màn. Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý nhà phân phối trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay Huy lại được vinh dự được ban tổ chức phân làm MC trong buổi
giao lưu một chương trình khai xuân hệ thống Hoàng Hương Linh Đàm. Vâng, một lần nữa em Huy xin được nhiệt liệt chào mừng tất cả các nhà phân phối. Mặc dù là đầu xuân năm mới nhưng cũng có rất nhiều bận, rất nhiều công việc đó, nhưng mà cũng đã sắp xếp thời gian để tham dự trong cái buổi Zoom khai xuân ngày hôm nay. Thì cái buổi lần đầu tiên thì em Huy xin được gửi lời kính chúc tất cả quý nhà phân phối một năm, các quý nhà phân phối và người thân luôn luôn là mạnh khỏe, có sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc, luôn bình an, và đặc biệt như lãnh đạo Điệp cũng nói là gì ạ? Vạn sự như ý đó. Và một năm có thể là trở lại là tình hình dịch bệnh căng thẳng hơn, nhưng đó cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta một cái, cũng như bản thân chúng ta, hệ thống chúng ta và công ty phát triển, phấn đấu với mục đích 5.000 tỷ đó. Vậy và cái đó cũng là cái mục tiêu và cũng là cái phương hướng trong cái buổi khai xuân ngày hôm nay. Thì cái phần 1 thì chúng ta sẽ ở đây sẽ có 3 phần chính đó. Thì em Huy xin được sơ qua, đó là phần đầu thì sẽ là phần thông tin, một số cái thông tin quan trọng về tình hình dịch bệnh đó, và thứ hai là định hướng kinh doanh trong cái mùa dịch, và chủ trì phần đó là giám đốc Ba Sao Vàng Hoàng Hương. Phần số 2 đó, phần 2 tức là giải pháp làm việc hiệu quả trong tình hình dịch bệnh do lãnh đạo giám đốc Ba Sao Trần Duyên phụ trách đó. Và phần số 3 là phần rất là hấp dẫn, đó là phần chia sẻ giao lưu đó, phần giao lưu chia sẻ những cái kinh nghiệm mà các thủ lĩnh từ giám đốc Hai Sao họ đã thành công và sẽ đem chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình đó để chia cho tất cả những nhà phân phối buổi tối hôm nay, để chúng ta có thể là gì ạ, học tập và áp dụng cho cái hệ thống của mình để có cùng thành công và thành công hơn nữa đó. Vậy thì ạ, lần đầu tiên thì em Huy sẽ xin được kính mời giám đốc Ba Sao Vàng Hoàng Hương sẽ bắt đầu phần 1, và em Huy xin được nhường mic cho lãnh đạo Hoàng Hương. Xin trân trọng kính mời giám đốc Ba Sao Hoàng Hương ạ. Vâng, rất là cảm ơn lãnh đạo Ngô Huy. Mặc dù công việc rất là bận rộn, gia đình đã có con nhỏ và bạn làm ở bệnh viện Bạch Mai, nhưng mà cái chương trình hôm nay cũng mới bắt chiều nay thống nhất làm là ra nhiệm vụ, bạn Huy đã sẵn sàng nhận ngay, là không nể hà một cái khó khăn gì hết, sẵn sàng làm. Đấy, đó là tố chất của những cái thủ lĩnh cũng như là những chiến binh an pha, sẵn sàng xông pha ở mọi mặt trận, đúng không ạ? Chúng ta hãy dành cho MC Ngô Huy một tràng pháo tay ạ. Xin chào cả nhà. Đúng là một năm rồi hôm nay chúng ta mới được gặp nhau ở trên phòng Zoom của Hoàng Hương. Hoàng Hương cũng đại diện cho các lãnh đạo, các ekip. Xin gửi đến quý tất cả các nhà phân phối đầu xuân Tân Sửu một lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và chúc cho toàn bộ các nhà phân phối của chúng ta năm nay sẽ là đại thắng lợi. Vâng, mặc dù dịch Covid đang rất là phức tạp, nhưng người ta nói là trong nguy thì sẽ có cơ, đúng không ạ? Đó là cơ hội của chúng ta, cơ hội của ngành kinh doanh dinh dưỡng miễn dịch đang lên ngôi. Vì vậy chúng ta hãy tận dụng ngay cái cơ hội này để chúng ta bứt thắng. Vâng, chúc chúng ta một năm 2021 ai ai cũng đạt được cái kết quả của chúng ta đã đề ra. Vâng, và chúng ta cùng với công ty để cán mốc, cán cái đích là 5.000 tỷ. Vâng, và tiến tới năm 2025 công ty chúng ta sẽ đạt 30.000 tỷ. Vâng, và những ai đi cùng công ty của chúng ta, kiên trì được công ty thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tài chính. Vâng, chúng ta sẽ có nhiều thời gian, tự do thời gian, tự do tài chính kể từ bây giờ. Đó là một cái điều là một cái con đường đi rất là đúng đắn. Vâng, mong muốn là chúng ta cũng đạt được cái điều đó. Vâng, vậy thì qua cái dịp Tết này, Hoàng Hương cũng mong muốn được gặp các thủ lĩnh ở các thị trường. Vâng, cũng muốn nói lên đôi chút về cái tình hình ăn Tết tại khu vực của mình có vấn đề gì không, và có khó khăn gì không.
Ngay ở trên đầu Hàn, ở đây thì sẽ giao lưu với lại thứ nhất đó là thị trường Xuân Trường đấy ạ. Xuân Trường thì có bạn bạn Thu, Thu có nói được không ạ? Không ạ. Thì chúng ta ai, ai còn mở mic cho ta tắt đi. Chị Hương ơi, chia chia sẻ cốt cho em để em tắt mic cho mọi người. Đấy, em tìm em ạ. Đấy Huy nhá. Rồi vâng. Vâng. Alo, thị trường ở trên Zoom này có bạn Tống Ngao nhỉ? Lính đạo hai sao Tống Ngao ạ? Thôi thì đến chỗ lãnh đạo hai sao Phạm Thị Hồng Ngấm ở thị trường Lai Châu ạ. Thị trường gần như là địa đầu, gọi là địa đầu tổ quốc ấy. Cho không khí đón Tết ở thị trường Lai Châu nào. Hồng Ngấm xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong phòng Zoom. Cũng rất là vinh dự là lãnh đạo Hương cho chia sẻ là cái thị trường Lai Châu là cái thị trường mà chắc là so với các thị trường khác là khó khăn nhất. Đặc biệt là đến cái dịp Tết thì là bà con cũng lo sắm sửa vào cái Tết. Do vậy mà cái việc mà bán hàng thì nó hơi bị chậm. Và cái khó khăn của Lai Châu đó là cái hiện nay ấy thì là cũng đang có những cái mà hạn chế về cái việc mà tụ tập cũng như là cái đông người. Thế thì tất nhiên là trong cái khó khăn như Hoàng Hương đã nói thì có cái cơ nên là các cái nhà phân phối của Lai Châu thì vẫn là đầu xuân năm mới thì sau Tết thì đã bắt đầu là đi vận hành và đến điểm các cái điểm mà gia đình khách hàng thăm hỏi cũng như là đi OBB cũng như là tuyển dụng. Thì đối với lại cái ngày mà đầu tiên mình làm việc ấy thì là thấy là cái kinh phí ấy, hôm nay nó đổ về thì các nhà phân phối cũng rất là phấn khởi và cũng đã có thêm cái động lực và hăng hái hơn đấy ạ. Cháu nó đang khóc tí là chia sẻ đến đấy thôi ạ. Rồi, rất cảm ơn chị Gấm. Đấy, vừa đang hỏi cháu, cháu bảo một cạnh thế này chán quá đấy mất. Xong để cho ông bế, mẹ bế, bà cứ bế suốt cả ngày là đêm này. Ông này đi đâu ấy, thế là con dâu được vất vào cho bà. Thế bà nói nó là cứ rè rè lên thôi. Cảm ơn cả nhà nhá. Vâng, rất là cảm ơn chị Gấm. Và tình hình ở trên tỉnh Lai Châu ấy thì Hoàng Hương cũng có biết đôi chút. Tỉnh Lai Châu là một cái tỉnh hiện nay là chấp hành cũng nghiêm chỉnh về vấn đề phòng chống dịch COVID. 19 là toàn bộ cán bộ công nhân viên của tỉnh Lai Châu là không được về quê ăn Tết. Đấy. Và có lẽ là một cái Tết duy nhất ở tỉnh Lai Châu năm nay là mọi người cán bộ công nhân viên chức ở lại ăn Tết đông nhất và cũng vui nhất và nhờ có dịch Covid mà mọi người được ở lại. Còn bình thường tỉnh Lai Châu ấy thì là dân góp rất là nhiều. Cái Tết đến là người ta về hết quê. Vâng. Em về quê nhá. Đó. Em đang ở Thái Bình nhá. Nha. Yeah. Bạn Huệ là bạn ấy còn giờ, bạn ấy giờ sao bạn ấy còn trốn được về quê ấy nhỉ? Thế rằng kinh chương trình thế là triển khai là khai báo dịch là cách ly nhá. Tất cả các tỉnh đi tỉnh khác về là phải khai báo y tế nhá. Vâng, khai báo y tế thôi. Theo thị trường Nam Định nhá. Ở đây thấy có bạn Tống Nga. Thế nào Tống Nga đã vào phòng Zoom rồi đấy, đâu rồi? Tiếp theo là thị trường Ninh Bình nhá. Không, thị trường Thanh Hóa. Chị ơi, em đây. Mời lãnh đạo Nga chia sẻ về cái tình hình vui xuân đón Tết ở khu vực Nam Định như thế nào ạ? Ôi chị ơi, vui tê xuân đón Tết ở Nam Định thì cũng bình thường ấy chị, bởi vì cũng đang ở trong cái diện cách ly, em thì không đi đâu, chỉ ở nhà. Yeah. Là... ở nhà, OPP không? OPP không? OPP Tết thì không cơ chị, từ Tết đến giờ chưa OPP được buổi nào. Thành ra các bạn toàn đi OPP 1 hoặc là gì đấy thôi. Cho em hỏi tí,
Ở Nam Định có anh Tính, anh ở khu vực Hải Hậu có thuộc hệ thống của chị Nga không? Thuộc hệ thống 139 không? À không 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 ạ. À, không À có ai không ở ạ. Hải Hậu à? Có ông anh họ cũng Không ở Hải Hậu có cũng người làm. Hải. À, cảm ơn chị. Thế là tình hình là Tết nhóm Nga vẫn hoạt động tốt chứ? Vẫn chia sẻ. Vâng, bán cá nhân thì mọi người cũng chia sẻ bình thường chị. Chiều đến giờ em cũng vất vả mới bán được có 15 lon. Ok. Chúc mừng quá, vất vả Chị. bán được 15 lon. Đó là quá xuất sắc, đúng Ờ, thì cái không? chị gọi cho em là còn mới được có một lon, thế nhưng mà em còn đang mải, nhưng mà từ tối giờ em nhắn tin bán được thêm 14 lon nha. À, đấy. Bây giờ Thế mình tí phải nữa là tranh cái cơ hội là nhắn tin để tăng giá sản phẩm những thì dân bán hàng tăng nó một sẽ lúc nữa nhanh hơn đấy thì chị. sẽ mời lãnh đạo Nga với cả phòng Zoom mình có muốn nghe chia sẻ cái kinh nghiệm của lãnh đạo Tống Thị Nga về vấn đề là bán hàng không ít khi tiếp xúc Em khách cũng hàng có bán cái qua online đó, bạn ấy có là có một cái kinh nghiệm như thế thì tí chúng ta sẽ được nghe bạn Nga Tống Nga chia sẻ nhá. Cả nhà Như Xí, không ạ? Như Xí thì cho ta highlight. Mình cũng rất là mong muốn được được biết đến cái kinh nghiệm của bạn. Vâng. Tiếp theo thị trường Nam Ninh Bình các bạn. Thị trường Ninh Bình Đỗ Hậu. Lãnh đạo mới mở sao 2 sao vàng Đỗ Thị Hậu. Hiện nay đang công tác ở bệnh viện Bạch Mai. Tháng vừa rồi thành quả của bạn rất là xuất sắc. Vâng, mời mời là lãnh đạo 2 sao vàng Đỗ Thị Hậu ạ. Em đây chị ơi. Rồi, bật mic lên, bật cam lên. Em đang rũ rượi quá, vừa đi làm về. Đấy, sao làm mới muộn thế? Hôm nay nhiều việc quá. Bệnh viện nhiều việc quá. Vâng. Thôi cứ chia sẻ tình hình về vấn đề là đón đón xuân ở thị trường Ninh Bình, thị trường Nam Định của hệ thống của em thế nào? Hệ Và thống thì đón xuân thì ở đấy nó dịch nó cũng đỡ, cho nên là vẫn các nhà phân phối vẫn gặp nhau, vẫn chia sẻ khách hàng, vẫn đi 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 tương tác với nhà phân phối rồi. mới được. Ừ. Đó. Và báo cáo tình hình, hình như là xuân vừa rồi là nhóm Hậu bán được bao nhiêu lon đấy nhỉ? Vừa rồi có lấy 90 lon chỗ chị Hương. À, 90 lon nhưng mà vẫn bị cháy hàng, mà hôm nay nhập mấy suất nó không có mã để. Hôm nay chưa làm xong thẻ để nhập, cho nên hôm nay nhập được có 2 mã thôi. Trước Tết đã lấy 90 Hôm lon rồi. qua vay 30 lon xong mà Tết thì vẫn thiếu, lại phải đi nhờ chị vay. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Và tình hình các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai thế nào ạ? Bạn Đỗ Hậu? Các bác thì vẫn nói chung là vẫn chịu, thì nói chung ai cũng cần đến kháng thể để phòng phòng bệnh, phòng virus, cho nên thời gian này là rất là thích hợp là đi chia sẻ sản phẩm, ai cũng đón nhận. Rồi. Chị nghe thấy có vẻ là cái tinh thần làm việc của bác sĩ, các bác sĩ ở trong hệ thống Nevi Mây ở bệnh Bạch Mai có vẻ là rất là tinh thần rất là nóng đúng không? Vâng, rất nóng. Mà đi tuyển thời gian này, tuyển nhà phân phối mới cũng rất là dễ. Nhà. Hôm nay em cũng khai xuân, em cũng tuyển được 2 nhà phân phối, một người ở trong Đà Nẵng, một người cũng là bác sĩ. 2 người đều bác sĩ hết à? Vâng, một người ở À. Đà À, quá tuyệt vời, lại có thị trường Đà Nẵng rồi đúng Nẵng. không? Một Và người hình cũng như là bác sĩ ở thị trường ở Đà Nẵng, mối quan hệ của người ta. và hôm trước Tết còn nghe đâu lãnh đạo Hậu còn tuyển được một phó giáo sư tiến sĩ đúng không? Đúng rồi. Bác cái tên là gì nhỉ? Cái gì Ngọc nhỉ? Tên là Nguyễn Vĩnh Ngọc. Nguyễn Vĩnh Ngọc. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vĩnh Ngọc. Ấy làm thẻ cho cả con gái này. Mới đưa giới thiệu sản phẩm thì bác bảo bác đã tìm hiểu sản phẩm này 3 năm rồi. Nhưng mà chưa có ai là đến trực tiếp giới thiệu với bác ấy. Sau khi tôi giới thiệu với bác xong thì bác mới nhìn đến sản phẩm thì bác đã muốn làm thẻ luôn cho con gái với lại với vợ, với lại chị gái cũng là giáo sư. Thế thì hiện tại thì em đang làm thẻ cho con gái trước, con gái bác ấy trước. À, rất là chúc mừng đấy.
cả nhà có thấy rằng là một cái rất là một cái sản phẩm chúng ta rất là tuyệt vời, đã được các bác sĩ chuyên gia đầu ngành của bệnh viện Bạch Mai người ta đã đón nhận, và sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có thể là bây giờ mới sắp tới sẽ có buổi để mời các bác sĩ đó lên chia sẻ cho chúng ta. Và ví dụ bác sĩ Nguyễn Vĩnh Ngọc đấy ạ, đây là một bác cũng là giáo sư đầu ngành đấy. Nói đến bác sĩ Ngọc thì trong ngành y học là giảng viên của trường Đại học Y Hà Nội nữa, và công tác ở mấy bệnh viện, và bác đã có phòng khám tư nữa. Nói chung là điều kiện kinh tế của bác thì không thể nói hết được như thế nào. Vâng. Nhưng mà bác khi đã nhìn đến sản phẩm này, biết sản phẩm này rồi, đó là bác đón nhận ngay. Nhưng vì sao bác biết sản phẩm nhưng không ai đến chia sẻ, vì ai cũng ngại bác đó, rất là ngại, bởi vì một cái người nổi tiếng như thế mà ai đến chia sẻ rất là ngại, không dám lên chia sẻ. Bác đang chờ người đến. Nhưng trong hệ thống của chúng ta rất may là có bạn Đỗ Hậu, bạn ấy đã rất là mạnh dạn. Tuy nhiên trước khi đến thì bạn cũng đã đắn đo rất là nhiều tháng rồi mới dám đến để gặp bác sĩ Ngọc đấy ạ. Thế có gì sang bảo bác bạn đấy nói với Hoàng Hương, rất là nhiều tháng rồi, và vừa rồi thì đã đến gặp, và bác đến thì không ngờ rằng đến chưa đến 5 phút thì bác đã đón nhận luôn và quyết định làm thẻ tham gia kinh doanh. Làm thẻ để tham gia kinh doanh nhé cả nhà, nhưng không phải làm thẻ tiêu dùng bình thường nữa ạ. Tiêu dùng rất là bình thường, nhưng bác là muốn lan tỏa cái sản phẩm cho mọi người. Đấy, qua đó thì chúng ta thấy rằng là sản phẩm nó rất là tốt, đúng không cả nhà? Không còn gì chúng ta phải lăn tăn, phải suy nghĩ nữa. Nhất là trong cái thời buổi dịch như thế này. Đó. Nhà thì Hoàng Hương cũng rất mong muốn là sau buổi sau chúng ta sẽ có những chương trình Zoom này, và sẽ mời tất cả các bác sĩ, lần lượt các bác sĩ đến thì chia sẻ cảm nhận của các bác sĩ đó khi nhận sản phẩm, khi biết sản phẩm, và họ chia sẻ sản phẩm đến với cho khách hàng, cho bệnh nhân như thế nào, để cho một số những cái nhà phân phối mới để tạo niềm tin hơn. Chứ còn những nhà phân phối cũ thì hầu như là mọi người đã niềm tin quá vững chắc rồi, đúng không ạ? Một số nhà phân phối mới vào thôi, mới thì ai cũng thế thôi, mới mà tin liền người ta bảo biết liền, biết thì là chết liền, đúng không? Đấy, biết thì chết luôn, thì việc không biết đó là bình thường. Và đấy là thị trường Nam Định, thị trường Ninh Bình, thị trường Lai Châu. Vâng. Thế còn thị trường Hà Nội thì là ở đây có thị trường Hà Nội thì có ai nhỉ? Có chị Khuê. Chị Khuê ở Hà Nội, chị Khuê ơi. Chị Khuê ăn Tết ở Hà Nội, ăn Tết ở đâu nhỉ? Nhà báo Trần Bảo Khuê đâu rồi? À em. Vâng, hệ thống. Xin chào mọi người, đây. Nhà báo, chị là nguyên nhà báo của ban kiểm tra Trung ương Đảng, chị mới về hưu. Một cái báo cũng rất là xuất sắc ở cơ quan ngôn luận của Đảng. Và chị Khuê ơi, chị cho biết về cái không khí đón Tết ở Hà Nội như nào ạ? Bọn em thì đều xa Hà Nội, rất là muốn biết về không khí đón Tết ở Hà Nội và cái tình hình là lan tỏa. Em ơi, Hà Nội năm nay chị thấy là buồn như Tết. Vắng vẻ, với này chị cũng đi Thái Bình hả? À nha. Chị không ăn Tết Hà Nội à? Chị ở ngày mùng 1 thôi, còn mùng 2 chị về Thái Bình. Ừ. Thế và tình hình kinh doanh là cũng chưa triển khai gì. Cô Khuê ở Thái Bình à? Ừ đúng rồi, cháu ở đâu đấy? Cô ở huyện nào đấy à? Cháu ở Hưng Hà. Cô ở Kiên Phương. À, thế, thế ở Lai Châu là cháu làm ở cơ quan nào? Nó xin lỗi cả nhà một chút. Cháu làm ở đơn vị cũ của chị Hương. Chị Hương là sếp cũ của cháu. À thế hả? Ừ, thôi, à. Thế xong, thôi không kiếm sóng của mọi người nữa, lúc nào rồi liên lạc sau nhé. Vâng. Cảm ơn chị Khuê và tất cả cảm ơn cả mọi người. Chúng ta vừa mới sơ qua một số tình hình đón xuân ở một số điểm đầu cầu, và dành 2 phút nữa cho một nhà phân phối đặc biệt ở một thị trường xa nữa, đúng không? Đó là thị trường Thanh Hóa, thì em sẽ mời anh Nguyễn Thế Long. Vâng, anh điểm qua đôi chút về cái không khí đón Tết của thị trường Thanh Hóa thế nào ạ? Alo anh Long ơi. Anh Nguyễn Thế Long là những thủ lĩnh của Thanh Hóa, đại diện cho tỉnh Thanh Hóa.
anh đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh MLM. Hình như anh lại đi đâu mất rồi đấy. Anh Long đâu rồi? Anh Long ơi. Alo. Vâng, anh bật lên. Thủ lĩnh làm rơi bất ngờ quá à. Bây giờ biết chia sẻ gì đây ta? Ôi giời, không khí đón xuân ở Thanh Hóa như thế nào? À, vì anh vừa mới nghe Zoom ở bên ngoài. Báo cáo với thủ lĩnh cũng hòa với cả nhà. Thì thị trường Thanh Hóa cũng như các thị trường phía Bắc mình thôi. Dù rằng là Covid thì là cái báo động chung. Trong cái quá trình vừa với Covid cùng giáp Tết thì có là những cái bước nó rất là khó khăn cho một số nhà phân phối có những cái hạn chế. Nhưng mà với một cái tinh thần chiến binh alpha và một cái chiến lược của công ty thì mình thấy là nhà phân phối ai ai cũng thấy hừng hực, một cái quyết tâm rất là cao. Thì đó là cái điểm sáng và điểm mừng ở trong ngành nghề của chúng ta. Còn mặt bằng chung của cái Tết thì Tết cổ truyền Việt Nam thì ở đâu nó cũng giống vậy thôi, thủ lý hứa. Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, xin về cái tinh thần chiến binh alpha Tết ở trong Thanh Hóa có duy trì không ạ? À, chiến binh alpha thì trong Thanh Hóa nhiều đội nhóm, nhưng đội nhóm của Long thì ngay mùng 2 tất cả nhà phân phối, nghĩa là vì trước Tết đã được họp và cũng đã anh em cũng đã sẻ chia, thì cũng tận dụng cái thời gian là một là những người xa về, với hai là thì là cái nơi, cái thời điểm để cho mình tiếp cận với nguồn người rất là nhiều. Thì trong đội nhóm cũng phát động là đi kết nối nguồn người và tham gia tuyển dụng, kết nối nguồn người để giữ mối quan hệ, để hướng tới tuyển dụng. Còn và quay lại chăm sóc của những khách hàng cũ, tức là vẫn duy trì cho khách hàng cũ là không có thể bỏ bữa trong dịp Tết. Và ngoài ra nữa thì nhà phân phối cũng bắt đầu chia đơn luôn sản phẩm cho những khách hàng mới. Thì trong dịp Tết thì nói chung nó không có đều, nhưng mà anh em vẫn mang tinh thần, kể cả ở vùng quê, ở thành phố, thì mọi người cũng đang một cái quyết tâm làm như thế. Với đội nhóm của Long cũng vậy, cũng hòa chung trong như thế, và kể cả vợ chồng Long cũng vậy. Thì mình cũng trong cái dịp Tết này là mình đi có những mối quan hệ mình biết rất là lâu rồi mà mình nghĩ là có thể là tiềm năng, ví dụ như thế, nhưng mà trong cái dịp Tết này với có dịp gặp lại thì mình sẽ dành riêng cho họ những cái tình cảm, cũng giống như cái khoảng thời gian nó nhất định để sau này duy trì cái mối quan hệ. Thì sau 3 ngày Tết rồi thì đến bây giờ thì có thể là anh chị em thì cũng đã bắt đầu kết thân lại với nhau. Và cũng giống như thủ lĩnh, các thủ lĩnh ngoài đó, thì trong cái dịp này thì chủ yếu là vào Zoom là nhiều, vào Zoom trong cái thời gian đấy để vào Zoom. Thế còn theo Long nghĩ thì cái doanh số để mà tăng trưởng trong dịp Tết, vì hôm nay đã là 17 rồi đúng không ạ? Thì so với các tháng trước thì đến thời điểm bây giờ nhìn như cây hệ thống thì doanh số nó cũng sẽ đương nhiên nó sẽ kém hơn. Nhưng không biết được còn nửa tháng cuối tháng này thì nó sẽ bùng như thế nào, thì nhưng mà nhìn chung là nhà phân phối hết sữa rồi. Nhà phân phối là nó không tuyệt, vì là người ta thu như là người ta tích trữ vào dịp Tết nó có hạn chế, cho nên là mỗi người nói chung là phát động là không có thì mỗi người cũng cứ 1-2 thùng ấy. Thì đến có những nhà phân phối là ngay đến mùng 4 đã kêu anh ơi em hết sữa rồi, thì bảo thôi thì bây giờ hết sữa rồi thì cũng phải cố gắng là bây giờ xoay chuyển sữa trong hệ thống thôi. Cũng nhúc nhắc, cũng chưa rất là mong để học tập với các hệ thống ở G23, mà nhất là hệ thống của chị Ngọc Ánh cũng như chị Hoàng Hương, mình người mà mình cảm thấy là mình đang phải cố gắng học tập rất là nhiều. Chúc mừng sang năm mới, chúc mừng đoàn đội hệ thống cũng như đoàn đội ở ngoài đấy sẽ cùng với New May một năm nó bùng phát, bùng nổ luôn, đi với kết nối gia đình alpha. Với phần chia sẻ đầu xuân, Long chỉ chia sẻ được có vậy thôi. Vâng, em rất là cảm ơn thay mặt cho các nhà phân phối trên Zoom, rất là cảm ơn anh Long đã có buổi đã có đôi phút để chia sẻ về tình hình đón xuân ở Thanh Hóa. Bởi vì Thanh Hóa là quê bố của em mà cũng là quê hương của nhà em, nên là nói Thanh Hóa thì mình cũng rất hơi có một chút cảm tình nữa, đúng không? Và biết được cái không khí đón Tết Thanh Hóa, và đặc biệt đó là cái không khí vẫn người ta nói là vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ ấy ạ. Nghĩa là vẫn chia sẻ sản phẩm đến với mọi người, và vẫn cái tinh thần nhiệt huyết như thế. Và chúng ta làm 3 năm để chúng ta hưởng thụ 30 năm. Thủ lĩnh Đặng Văn Điệp nói là chúng ta cố gắng làm 3 năm để hưởng thụ 30 năm, đúng không ạ? Do đó là đấy là một cái tinh thần. Và cũng thông báo với cả nhà là anh Long ấy là ở G01 của thủ lĩnh Đặng Văn Điệp. Đấy,
anh chính là hệ thống của Đặng Văn Điệp ở trong miền Nam đấy. Vậy nên là anh Long thì được học rất nhiều những cái, tất cả những cái chương trình, những cái thí điểm nào mà đưa ra thì đầu tiên là cái G của anh Long là được học đầu tiên, kể cả những cái ươm mầm doanh nhân cái anh học kết thúc lâu rồi đấy, và kết thúc cần kết thúc thì chúng ta mới bắt đầu vào học. Thì đó là những cái anh Long thì thấy rằng có những cái rất là thuận lợi, đó là trong hệ thống của 01 của Sử Lĩnh Đặng Văn Điệp. Mong rằng trong buổi sau có những cái kinh nghiệm gì anh Long sẽ chia sẻ, chúng ta cùng hỏi nhau đúng không ạ? Kinh doanh này là chúng ta học hỏi lẫn nhau, không có ai giỏi hơn ai, chỉ là chúng ta làm lâu hơn thì chúng ta học nhiều hơn thì chúng ta sẽ có kiến thức nhiều hơn đó. Và những ai mà chưa bắt đầu mới thì bắt buộc chúng ta phải học từ đầu, và chúng ta hãy coi như là gì, khi cái bí quyết trong kinh doanh thành công, kinh doanh nêu mây ấy, đó là chúng ta hãy coi mình là một ly nước rỗng cả nhà, hãy coi mình là một ly nước rỗng. Đấy, như nước rỗng là khi người ta đổ bao nhiêu người ta cứ hứng bấy nhiêu cả nhà nhé. Đó thì chúng ta sẽ gì, như là nghe lời tuyến trên bảo gì chúng ta làm đấy, chúng ta cứ như thế, coi như người ta không biết gì, cứ tuyến trên bảo gì người ta làm thế. Chúng ta không nên sáng tạo quá ạ. Và như thế thì chúng ta sẽ thành công. Điều đơn giản là làm theo những gì người khác đi trước bảo chúng ta, đó là thành công. Và vậy thì chúng ta vừa xong cái phần là giao lưu về cái tình hình xuân ở tất cả các điểm địa cầu của hệ thống chúng ta. Mặc dù hệ thống chúng ta còn rất nhiều các tỉnh thành nữa, ở phía Bắc cũng rất là nhiều, và kể cả trong Sài Gòn nữa, nhưng hôm nay chưa kết nối được mọi người, nên là và mọi người cũng chưa phải là những cái đội nhóm, những trưởng nhóm, nên là mọi người vẫn chưa, vẫn ngại, chưa dám chia sẻ. Và chia sẻ. Vâng, đây đến phần thứ hai. Đến phần thứ hai, đó là về cái vấn đề là Hồng Hương cũng đại diện cho hệ thống, cũng thông báo sơ qua về tình hình dịch bệnh của cho cả thế giới cũng như là ở Việt Nam để chúng ta nắm bắt được. Và như chúng ta đã biết rằng là chúng ta đã trải qua một kỳ Tết, một năm tưởng Covid nó sẽ trôi đi, nhưng mà năm ngoái Covid nó bắt đầu đến, nó chạm ngõ thì chúng ta còn chưa thấy sợ mấy. Nhưng đến năm nay, cái Tết này là một cái Tết cũng rất là khủng khiếp hơn, và làm cho người dân chúng ta cũng lo hơn. Đó là một cái dịch bệnh nó đã bùng phát một cách rất là đột ngột. Chuẩn bị Tết thì nó đã bùng phát ở tại Hải Dương và Quảng Ninh. Và đặc biệt hiện nay thì là Hải Dương đã cách ly toàn tỉnh Hải Dương rồi ạ. Chúng ta thấy và ổ dịch càng ngày càng bùng phát. Và hiện nay theo được thông tin của các nhà khoa học nghiên cứu thì thấy rằng cái chủng virus bây giờ nó đã biến thể, nó biến thể sang dạng khác. Thì đúng thôi, bởi vì là những cái loại virus ấy, thì thường thường là bao giờ cũng thế, kể tất cả sinh vật nó đều có sự biến dị kiểu gen. Khi mỗi một lần nó nhân đôi thì nó đều có sự biến đổi kiểu gen. Bình thường nó chỉ khoảng 10 kiểu gen, nhưng khi một lần nhân đôi nữa biến đổi có thể thành 20-30 kiểu gen khác nhau. Vậy thì cứ nhân đôi thì nó rất nhiều kiểu gen. Chính vì vậy nên là thấy rằng là ngay cái thành phố Hải Dương đã nhẽ phải dập dịch rồi ạ. Thế nhưng mà thời gian rất dài, nhưng bây giờ thì vẫn tìm ra được những người mắc Covid tiếp theo đó. Và đặc biệt nữa thì bây giờ ta thấy ví dụ như ở Hà Nội, đó là trường hợp một cái chuyên gia Nhật Bản 54 tuổi bị chết ở tại khách sạn ở Tây Hồ đấy. Và khi người ta nghiên cứu thì thấy rằng cái nồng độ virus ở trong máu rất là cao, mà trước khi đó người này đã được cách ly và đã được xét nghiệm không có virus rồi, âm tính rồi đó. Nhưng mà cái chuyên gia đó lại bị mất về vấn đề Covid đó. Và cái người này đã tiếp xúc rất nhiều người, và rất nhiều người tiếp xúc với cái chuyên gia này, và đã đi về tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Vì vậy đây là một cái vấn đề rất là gây cấn, và là rất là lo lắng cho các cái nhà khoa học cũng như là cho chính phủ của chúng ta. Bởi vì nếu như Việt Nam chúng ta là một đất nước rất là nghèo, dân thì rất là đông luôn ạ, nhưng cơ sở y tế của chúng ta thì rất là hạn hẹp, về cái máy móc thiết bị của chúng ta rất là ít. Vì vậy nên là chính vì chúng ta ít thế nên chúng ta phải có cách phòng dịch của chúng ta. Vậy thì trước cái tình hình dịch bệnh nó rất là khó lường được như thế này, đúng không nhỉ? Nó đã ảnh hưởng đến vấn đề kinh doanh của tất cả các ngành nghề nói chung, trong đó có ngành nghề của chúng ta nói riêng.
Vâng, đó. Vậy thì đã vào Tết, trước Tết đã bị mở, đã xuống hạn chế đi lại rồi, và sau Tết thì chúng ta lại nhận được những thông tin mà cũng không được là vui lắm. Vẫn ví dụ như là Hà Nội chúng ta cũng có thể là bị giãn cách. Hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn bao giờ cũng sẵn sàng ở trong cái tình thế là sẵn sàng khi xảy ra cái là chúng ta bị giãn cách luôn, đúng không ạ? Vì vậy nên là chúng ta cũng có luôn những cái chương trình để làm sao mà cái kinh doanh của chúng ta vẫn phát triển bền vững, và như cái kế hoạch chúng ta đề ra, nghĩa là mỗi một tháng chúng ta phải tăng trưởng khoảng 1,5%. Đó, kể cả vấn đề tuyển dụng, kể cả vấn đề doanh số. Do đó thì chúng ta phải có những kế hoạch, những cái chiến lược khi mà chúng ta bị giãn cách xã hội thì chúng ta như nào. Và chúng ta lại nhớ lại cách đây gần một năm, tháng 4 năm ngoái chúng ta bị giãn cách xã hội, đúng không ạ? Giãn cách xã hội và chúng ta được gần nhau hơn, được gặp gỡ nhau hàng ngày, sáng, trưa, tối. Và đồng nghĩa là doanh số chúng ta lại vẫn cứ tăng vào vèo, đúng không ạ? Chúng ta còn nhớ không ạ? Và nhờ giãn cách xã hội mà rất nhiều các nhà phân phối chúng ta đã được nâng tầm về kiến thức ạ. Nâng hẳn lên một kỹ năng về kiến thức của chúng ta rất là rõ rệt luôn ạ. Nhờ chúng ta không được ra ngoài, chúng ta phải học Zoom. Đó. Và trong cái chương trình lần này thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn cái tinh thần như vậy. Đấy. Chúng ta đi đứng chúng ta sẽ cẩn thận hơn, sẽ thực hiện 5K. Đấy, như chúng ta đã biết rồi, phải thực hiện rất là nghiêm túc đầy đủ. Ngoài ra thì chúng ta vẫn phát huy cái phong trào là chúng ta sẽ gì? Bán hàng, tuyển dụng, họp, đào tạo đều qua Zoom hết ạ. Vâng, đấy cũng là một cái gì? Những cái trong nguy thì chúng ta có cơ. Đấy, và trong kinh doanh nếu như các bạn cứ lao đi bán hàng mà các bạn không tập trung về cái kiến thức chuyên môn ạ, thì chúng ta sẽ gì? Một ngày nào đó chúng ta sẽ chán luôn ạ. Chúng ta sẽ mệt, mệt ngoài, mệt mỏi quá. Vâng, vì sao? Nếu có kiến thức thì các bạn bán hàng rất là tốt, có kiến thức các bạn tuyển dụng rất là tốt, đúng không ạ? Đó, có kiến thức các bạn quản trị hệ thống cũng rất là tốt. Còn nếu không kiến thức chúng ta cứ như đi ở trên cái thuyền chòng chành ấy, lúc nào đang cứ ngồi trên thuyền thì chỉ sợ là thuyền nó lật, đúng cả nhà. Nhưng vì là chúng ta vẫn chưa xác định được rõ cái vị trí, cái vấn đề, cái vai trò của học tập như thế nào. Đó, chính vì thế nên kiến thức của chúng ta còn đang lỏng lẻo. Và rất nhiều các nhà phân phối của chúng ta tham gia học Zoom rất nhiều, tuy nhiên không phải ai học Zoom cũng lĩnh hội hết được ạ. Có rất nhiều người đang tham gia học Zoom, học rất nhiều các Zoom khác nhau, cả những Zoom lĩnh vực khác nữa. Và một số người tham gia vào lĩnh vực Zoom khác lại bị quấn theo cái Zoom khác đi ạ. Quấn theo Zoom khác luôn. Đó, nó lại có một cái điều như thế. Vâng. Và như các bạn đã biết rằng cái ngành kinh doanh dinh dưỡng miễn dịch, và chúng ta biết là cái sản phẩm Alphalipid của chúng ta đó là một cái sản phẩm độc đáo, độc quyền trên thế giới. Là cái sản phẩm mà kết hợp 5 thành phần yếu tố vô cùng tuyệt vời, quan trọng đối với sức khỏe của con người chúng ta. Nó là một sản phẩm cân bằng dinh dưỡng, đúng không ạ? Nó là một cái vàng trắng, một sản phẩm có chứa vàng trắng vào cho chúng ta để chúng ta kinh doanh. Tuy nhiên trong kinh doanh này, nó không phải chúng ta đi bán hàng rong, không phải đi mở cửa hàng bán hàng bình thường người ta đến, mà chúng ta phải gọi người ta đến, chứ không phải là người ta tự đến cửa hàng của chúng ta, mà chúng ta phải gọi người ta, mời người ta đến cửa hàng. Vậy thì muốn gọi được, muốn mời được, các bạn phải có kiến thức ạ. Không kiến thức chúng ta làm được ạ. Vâng. Và hiện nay có rất nhiều nhà phân phối cũ ấy, bây giờ sau một thời gian không đi OPP mới quay lại để OPP công ty vào London, phần có một số nhà phân phối cũng không nói được luôn cả nhà, rất là lạ thế, không nói được luôn đấy ạ. Vâng, bởi vì các bạn không có kỹ năng nói thường xuyên, không chia sẻ thường xuyên thì chúng ta sẽ bị mai một đi. Đấy, cái đấy đó là một cái thực trạng, tình hình thực trạng thực tế. Vâng, và trong cái thời buổi bây giờ, trong cái tình hình bây giờ, thì Hoàng Hương cũng rất mong muốn chúng ta hãy trở lại phòng Zoom để chúng ta bắt đầu học lại từ đầu. Vâng, chúng ta học phòng Zoom và sắp tới thì Hoàng Hương với đội nhóm, ekip, các e nhỏ, đấy, chúng ta sẽ phân lịch ra để đào tạo nhau các buổi. Đấy, đào tạo các buổi và chúng ta đào tạo, ta có trả bài. Và sau đó thì các đội nhóm nào mà mạnh thì chúng ta sẽ tách ra từng riêng ra để chúng ta đào tạo riêng với nhau. Vâng, và những cái buổi đào tạo đấy đều có sự giám sát của các lãnh đạo lớn. Đấy, ví dụ như từ E lớn trở lên đến E nhỏ.
kể cả các e lớn, các e lớn trong hệ thống của chúng ta, ví dụ như lãnh đạo Ánh, lãnh đạo Thiếu Chí Trị đấy chẳng hạn, cũng theo dõi chúng ta đấy. Chỉ có chúng ta học nghiêm túc thì chúng ta làm mới thành công ạ. Đấy, tuy nhiên rằng là nó cũng hơi nhàm chán một chút, nhiều người bảo học đi học lại mấy cái năm thành phần không muốn học, đặc biệt là một số những cái bạn trẻ, những cái bạn trẻ mới vào đấy ạ, cứ nghe nói là học mấy cái học hôm trước đã học rồi nên là không muốn học lại, cứ nạo môn mới, lúc nạo môn mới nên là kiến thức các bạn không có. Vì vậy sau đợt này thì Hoàng Hương muốn phát động toàn bộ hệ thống của chúng ta, sắp tới chúng ta sẽ tập trung rất cao độ vào học trong hệ thống của chúng ta. Vâng. Và trước mắt chúng ta học thuộc cái học phần 1 đấy ạ. Vô cùng quan trọng. Học phần 1 nó vô cùng quan trọng. Vâng. Vậy học phần 1 nó sẽ bổ trợ cho ta một cái chương trình đó là OPP kiến tạo gia đình an khang. Nếu các bạn không học phần 1 chuẩn thì các chúng ta sẽ không thực hiện được cái chương trình là kiến tạo gia đình an khang nhân 3 danh số. Cái chương trình này chúng ta đang được công ty duyệt, những ai được công ty duyệt làm giảng viên ấy thì đã có danh sách gửi trên các hệ thống các nhóm rồi. Đó, và chúng ta trả bài hình như là muộn chậm nhất đó là ngày 22 tháng 2 là chậm nhất là trả bài. Vậy những ai được có danh sách trong tham gia trong cái vấn đề mà OPP kiến tạo 2 thôi. Hả? 21 tháng 2. Thì là chúng ta sẽ được công ty chi trả cái quyền lợi cho chúng ta, cái quyền lợi đứng lớp của chúng ta đấy ạ. Còn nếu mà những ai và cái để đào tạo để được trả cái này và để được trả cái hoa hồng cũng như là cái tiền đứng lớp ấy, thì công ty có ký hợp đồng với chúng ta và công ty cũng đều nhận từ những giám đốc 2 sao trở lên ấy cả nhà, đều nhận từ giám đốc 2 sao trở lên. Vì vậy nên để thêm có một nguồn thu nhập nữa thì chúng ta hãy cố gắng. Những ai đang là giám đốc một sao thì chúng ta cố gắng để chúng ta lên giám đốc 2 sao. Công ty sẽ thường xuyên bổ sung danh sách cả nhà nhé. Thường xuyên bổ sung danh sách ạ. Đấy, chúng ta đào tạo gì? Đào tạo ngay nhóm chúng ta, công ty đã trả tiền chứ không phải đi đào tạo nhóm khác. Ngay nhóm của chúng ta thôi. Ví dụ như là bạn Đặng Thị Nhẫn chẳng hạn, ở hệ thống thị trường giao thủy chẳng hạn. Nếu sắp tới bạn đã hình thành một nhóm giám đốc rồi đúng không? Đấy, mà sắp tới mà bạn cố gắng lên giám đốc 2 sao thì bạn chỉ có đào tạo trong hệ thống của bạn thôi, tuần tối thiểu cũng 2 buổi trở lên. Chỉ có mỗi việc đào tạo trong hệ thống của bạn, bạn có quay một đoạn video ngắn khoảng 5 phút và bạn chụp cái hình ảnh ở đây lên, bạn đưa lên nhóm thôi. Nên hệ thống là công ty họ xác nhận rằng một tuần của bạn có 2 buổi thì công ty sẽ chi trả cái tiền đứng lớp cho chúng ta. Có thêm một nguồn thu nhập, chúng ta lại vững vàng hơn về kiến thức và tự tin hơn chia sẻ đúng không ạ? Và nhờ cái kiến thức đấy và kỹ năng đấy chúng ta lại phát triển hệ thống tốt hơn. Đấy, để có được cái tiền hoa hồng đứng lớp nó lại giúp chúng ta phát triển rất nhiều lĩnh vực khác cả nhà. Phát triển rất là rộng chứ không phải là mỗi hoa hồng không ạ. Đấy, khi chúng ta là giảng viên thì chúng ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Đấy, thì mong muốn là cả nhà chúng ta sẽ cố gắng. Ai chưa được lên danh sách này chúng ta sẽ phấn đấu cố gắng để đạt giám đốc 2 sao cả nhà nhá. Thế còn ai đã có danh sách rồi thì cố gắng. Hôm nay đã là 17, 18, 19, 20, 21. Còn mấy ngày nữa thôi chúng ta cố gắng học. Cái phần này nó cũng rất là đơn giản thôi, cũng không khó đâu. Nhưng chúng ta cố gắng ngồi để nghe lại cái bài đào tạo này của rất nhiều các thủ lĩnh đã đưa lên kênh YouTube. Chúng ta vào đấy chúng ta ghi là OPP kiến tạo gia đình Alpha là nó ra rất là nhiều. Và chúng ta xem những ai mà chúng ta cảm thấy hợp với cái gu người ta, chúng ta sẽ nghe và chúng ta học cái cách đấy, chúng ta sẽ đứng chia sẻ. Tuy nhiên đứng chia sẻ đó thì chúng ta vẫn có quyền là chúng ta xem tài liệu chứ không phải là không được xem tài liệu. Nhưng chúng ta cứ yên tâm, không phải lo đâu. Tuy nhiên là chúng ta chỗ nào chúng ta mắc thì chúng ta vẫn phải nhìn những cái đầu bài để chúng ta giảng. Đó, thì mong muốn là những ai có danh sách thì chúng ta cố gắng nhé. Đó, đấy là về cái vấn đề là cái và tiếp theo nữa đó là phát động phong trào năm tốt mỗi ngày cả nhà. Chúng ta lại bắt đầu trở lại cái tháng 4 năm ngoái là chúng ta phát động phong trào thực hiện năm tốt mỗi ngày. Đấy, Hoàng Hương đã nói với tất cả các nhà phân phối đã họp hôm trước rồi. Đấy, có một hệ thống làm, có một số hệ thống thì chưa làm. Đấy, thì chúng ta bắt đầu làm từ cái tháng này đi. Đấy, chúng ta cố gắng làm và nó có mẫu sẵn rồi. Năm việc tốt mỗi ngày buổi sáng dậy thì chúng ta làm những cái gì? Buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Và kết thúc mỗi ngày thì chúng ta tổng hợp lại ngày hôm nay. Tuyển dụng là bao nhiêu người, chia sẻ là bao nhiêu người, chăm sóc là bao nhiêu người, học tập được mấy giờ.
đấy, và những cái gì chưa làm được để chúng ta tổng hợp và lên kế hoạch ngày mai. Chúng ta cứ làm thế, làm liên tục, nếu các bạn làm liên tục trong 3 năm thì chúng ta sẽ có kết quả rất là cao. Và rất mong muốn phát động phong trào thi đua năm tốt mỗi ngày, gọi là chiến binh alpha đấy, làm thực hiện 5 việc tốt mỗi ngày. Các bạn cứ thực hiện đúng như thế đấy, thì chúng ta sẽ thành công. Bởi vì đầu tiên còn cảm thấy khó khăn, nhưng dần dần chúng ta làm quen đi thì chúng ta thấy rằng gì? Nó sẽ gì? Nó sẽ trở thành thói quen. Và nếu không làm thì chúng ta cảm thấy rất là nhớ. Đấy. Và Hòa Hệ Thống Hoàng Hương cũng cùng với lại các ekip e nhỏ cũng đã đang bàn những kế hoạch là sẽ ngoài công ty thưởng cho chúng ta ạ, công ty sẽ có phần thưởng cho chúng ta cả nhà nhá, thì các lãnh đạo lớn cũng sẽ có phần thưởng cho chúng ta. Đấy, thứ nhất là phần thưởng về doanh số, thứ hai là phần thưởng về tuyển dụng, và sẽ có những cái chương trình đấy để cho chúng ta thi đua. Đấy, và tuy nhiên hôm nay thì Hoàng Hương chưa công bố cụ thể được, bởi vì còn phải bàn bạc rất là kỹ lưỡng. Đấy, mà sẽ có ở trong, kể cả chúng ta cứ phấn đấu thôi, xong đến khi mà cái quy định, cái varen đưa thi đua mà triển khai thì chúng ta vẫn được hưởng bình thường cả nhà nhé, vẫn được hưởng bình thường. Đấy, thì tháng 2 này như các bạn đã biết nó là một cái tháng cuối cùng ở cái giá cũ đấy cả nhà. Tháng cuối cùng ở cái giá cũ là 1.280.000. Sang tháng 3 sản phẩm của chúng ta sẽ tăng giá lên. Về tăng giá đây thì lần trước cũng đã có lãnh đạo ấn đã triển khai rồi, nhưng hôm nay Hoàng Hương muốn chia sẻ lại. Thứ nhất đó là khi sản phẩm vào Việt Nam thì đồng đô của chúng ta mới có khoảng 20 đô, đồng 1 đô la Mỹ khoảng 20 đô, nhưng đến bây giờ thì sau 7 năm thì đô la của chúng ta lên khoảng hơn 23 rồi. Đó, thứ nhất là chênh lệch giá đô. Thứ hai nữa, tình hình Covid hiện nay rất là phức tạp, vì vậy nên cái tiền vận chuyển hàng hóa từ New Zealand về Việt Nam đã tăng. Vâng, thứ hai nữa đó là tăng về nguồn nguyên liệu cũng tăng. Hai cái tăng đấy dẫn ba cái tăng. Thứ nhất là tăng tỷ giá đô, thứ hai là tăng nguồn nguyên liệu, thứ ba nữa là tăng về cái vấn đề vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam. Chính vì thế nên công ty cũng đã nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, căn ke rất là nhiều để làm sao mà có lợi cho khách hàng, có lợi cho nhà phân phối, để chúng ta vẫn duy trì kinh doanh tốt. Và đó thì công ty đã nâng cái giá sản phẩm lên là 1.320.000, đó là giá rất là hợp lý cho chúng ta. Đấy, nó chênh lệch cũng không đáng mấy, một lo sản phẩm khoảng 40.000 thôi. Đó, thế nhưng mà cũng sẽ có sự thay đổi về cái tiêu chuẩn ấy ạ. Tiêu chuẩn để lên cái vị trí trưởng phòng ấy ạ. Thế thì cụ thể thì để chờ có cái văn bản cụ thể. Hương mới nắm được cái văn bản là tăng giá thôi. Vì vậy nên là trong cái tháng này thì chúng ta cũng cố gắng động viên khách hàng. Để khách hàng nào có nhu cầu, khách hàng nào đang uống nhiều. Đó, và nên động viên họ để tranh thủ lấy hàng ở tháng này cả nhà nhá. Tranh thủ lấy hàng ở tháng này lên ạ. Thì một lon cũng được rơi ra khoảng 40.000 rồi, thì 10 lon được 400.000, 30 lon cũng được là 3, 4, 12, 1.2 triệu, đúng không ạ? 1.2 triệu chúng ta đã có được một lon sản phẩm rồi. Vì vậy nên là chúng ta khẩn trương truyền tin thông tin cái quyết định tăng giá của công ty đến cho khách hàng biết cả nhà nhá, và để tư vấn cho khách hàng chuẩn bị và cố gắng lấy hàng trong tháng này thì khách hàng sẽ có lợi hơn. Đấy là cái quyền lợi khách hàng, chúng ta cũng phải bảo vệ quyền lợi khách hàng, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, khi sản phẩm tăng giá thì chúng ta cũng phân tích rõ cho khách hàng nắm bắt được. Đấy, công ty chúng ta là công ty duy nhất trên thị trường là vẫn giữ giá sản phẩm từ 2013 đến bây giờ. Đó, và đến bây giờ nếu cứ giữ giá như thế thì với cái tình hình mà tăng giá, tăng tất cả vấn đề như bây giờ, nếu giữ giá thế thì công ty sẽ không có lãi, đúng không ạ? Không có lãi thì chúng ta thì cũng không thể kinh doanh được, đúng không? Kinh doanh phải có lãi, và công ty có lãi thì chúng ta mới có hoa hồng được. Vì vậy nên là chúng ta cũng động viên khách hàng. Vâng, có tăng giá thì chúng ta cũng vẫn vui vẻ, khách hàng vẫn vui vẻ, bởi vì khách hàng cũng không mua ở đâu sản phẩm như thế này ở bất kể một công ty nào, ở bất kể đất nước nào không có đâu ạ. Cả nhà nhà không có, chỉ công ty chúng ta sở hữu độc quyền rồi. Đó, vì vậy nên tăng giá đó thì nó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Đó, vì vậy nên là khách hàng cứ yên tâm, sức khỏe của cô chú, của anh chị, của ông bà nó là quan trọng nhất.
chứ còn mới có 40.000 một loạt sản phẩm nó cũng không là cái gì cả. Thì chúng khi đến tháng 3 chúng ta lại tư vấn cho người ta thế, nhưng cái tháng 2 này chúng ta cũng tư vấn cho người ta nếu muốn rẻ hơn thì tranh thủ mua sản phẩm trong cái tháng này cả nhà nhé. Đó, và chúng ta tăng tốc. Hiện nay thì là ngày 17 rồi, nhưng hệ thống, nhưng mà cái doanh số của chúng ta thì cũng chưa được nhiều lắm. Chúng ta vẫn dư âm của Tết rất là nhiều, vẫn mang cái Tết phong tục, cái Tết cổ truyền đó. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cái lễ nghi, rất nhiều cái lễ nghi là ảnh hưởng đến, hoặc là chúng ta về quê chẳng hạn, thì cái điều kiện vật chất, cơ sở vật chất nó cũng không đáp ứng được để chúng ta hoạt động chẳng hạn. Đấy, ví dụ như Hoàng Hương chẳng hạn, về quê chẳng hạn muốn ngồi bàn, chẳng có cái bàn để mình ngồi cơ. Đó, để mà học Zoom, để mà viết sách thứ không có, thì khi phải ngồi trên giường, phải kê gối lên để làm, nó cũng rất là bất tiện. Đấy, và về quê thì mình cũng gặp khách thì nó cũng hạn chế hơn. Đấy, và ăn uống cũng nhiều hơn, tiệc tùng nhiều hơn, thăm hỏi nhiều hơn, do đó nó ảnh hưởng rất nhiều. Đấy, do đó là chính vì thế là còn 13 ngày, không còn 13 ngày đâu, 17 thì chúng ta chỉ còn có 13, 17, còn bao nhiêu nhỉ? Còn có 11 ngày đó ạ. Chúng ta chỉ còn có 11 ngày nữa thôi cả nhà nhá. Tháng 2 là có 28 ngày thôi. Chỉ còn 11 ngày chúng ta tăng tốc. Vậy thì chúng ta cố gắng nỗ lực hết bản thân chúng ta để chúng ta làm. Để lên kế hoạch cụ thể mỗi ngày. Cả nhà đã phải có kế hoạch cụ thể. Ngày mai làm cái gì, ngày kia làm cái gì, chúng ta có kế hoạch cụ thể. Và trong một ngày đó bám vào cái kế hoạch năm tốt mỗi ngày để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ của chúng ta. Cả nhà nhá. Đấy, cả ai chưa in được thì chúng ta viết ra tay. Viết ra tay cũng được. Có cái mẫu hôm trước rồi, cả nhà viết ra tay đi, không nhất thiết phải là in đâu. Đấy, miễn làm sao mà chúng ta có được cái bản kế hoạch đó là được. Đấy, không phải cần phải như y xì mẫu. Đấy, chúng ta cứ viết năm cái việc tốt, năm cái việc làm mỗi ngày, và những cái gì đó. Đấy, và chúng ta phải thần trương, còn 11 ngày nữa chúng ta xuất doanh số. Đó, vừa còn những ai mà vừa rồi chúng ta có lấy hàng của công ty, vừa rồi công ty có cho hệ thống, ở đây thì cũng không có ai vay mấy đâu, chủ yếu là Hoàng Hương với Đỗ Hậu vay thôi. Hoàng Hương cũng vay của công ty vừa rồi là 90 lon, Đỗ Hậu cũng vay 90 lon. Đấy, và hiện nay là 90 lon đấy, và tất cả là 180 lon ấy đã hiện nay đã thoát khỏi hết rồi, đã không còn nữa ạ. Đã chuyển hết các nhà phân phối và cũng đã chia sẻ hết rồi trong một cái dịp Tết. Đấy. Và chỉ còn 11 ngày nữa thì chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực cố gắng để chúng ta tối thiểu chúng ta về mức ban đầu, không chúng ta vượt mức kế hoạch thì càng tốt cả nhà nhé. Và tiếp theo nữa, trong quá trình bán hàng cũng rất là quan trọng, nhưng tuyển dụng chúng ta lại quan trọng nhất ạ. Tuyển dụng chiếm 80% thời gian và 20% thời gian dành cho bán hàng chăm sóc khách hàng, 80% dành cho bảo trợ khách hàng. Bởi vì gì? Chúng ta chỉ có tuyển dụng thì doanh nghiệp chúng ta mới tồn tại, cả nhà nhớ nhé, chỉ có tuyển dụng mới tồn tại. Đấy, và chỉ có tuyển dụng thì chúng ta mới gì? Mới có thời gian để chúng ta học hỏi, học kiến thức chuyên môn, học về kỹ năng, học về quản trị để chúng ta vận hành cái doanh nghiệp của chúng ta. Vâng, doanh nghiệp các bạn bây giờ chỉ là 200 lon, 100 lon, nhưng 1-2 năm nữa doanh nghiệp các bạn có thể lên hàng 10.000 lon. Đấy, đó là điều bình thường. Đã rất nhiều rất nhiều hệ thống như thế rồi. Vì vậy nên chúng ta phải học cách quản trị hệ thống. Và nếu chúng ta cứ đi lao đi bán hàng cá nhân không tuyển dụng ấy, thì chúng ta rất là vất vả, chúng ta chỉ là người làm thêm đấy ạ. Làm thì có tiền, không làm thì không có tiền. Vì vậy nên là Hương kêu gọi tất cả các nhà phân phối chúng ta hãy tăng cường kế hoạch tuyển dụng. Đấy, hệ thống nào còn yếu về công tác tuyển dụng thì chúng ta lên tiếng trực tiếp với Hoàng Hương để chúng ta sẽ mở những cái buổi đào tạo chuyên sâu về tuyển dụng. Tuyển dụng từng đối tượng một. Ví dụ như với người làm thêm là như thế nào, tuyển dụng với người họ đang làm bán hàng online như thế nào, tuyển dụng với những người đang làm bảo hiểm, tuyển dụng với những doanh nghiệp lớn, tuyển dụng với những người làm du lịch. Chúng ta phân khách, từng khách hàng ra, chúng ta học cách tuyển dụng, khi gặp đối tượng nào thì chúng ta sẽ tuyển dụng đối tượng đó. Cả nhà có nhất trí đấy ạ. Và chúng ta phải bắt, năm nay chúng ta tăng cường vào học vấn đề tuyển dụng. Lãnh đạo lớn sẽ tham gia đào tạo những phòng Zoom lớn là chuyên sâu về vấn đề tuyển dụng. Còn các phòng Zoom nhỏ chúng ta sẽ chuyên sâu về vấn đề đào tạo học phần 1, chủ chốt phần 1 và đào tạo cái phần OPP, kiến tạo gia đình Alpha, OPP 11 và OPP gia đình. Đấy là những cái điểm chú trọng mà chúng ta cần làm ngay từ tháng 2 này.
Đấy, và yêu và mong muốn tất cả các trưởng nhóm, các trưởng E lớn, các trưởng E nhỏ và các trưởng nhóm chúng ta lên kế hoạch cụ thể chi tiết của chúng ta đấy ạ. Hay cụ thể chi tiết. Kế hoạch thứ nhất đó là mục tiêu của năm 2021 theo từng tháng. Mục tiêu đó là gì? Mục tiêu nhất là doanh số, danh hiệu, vâng, thu nhập, học tập của chúng ta. Đấy, rồi tuyển dụng của chúng ta. Đấy, chúng ta phải có những cái mục tiêu từng tháng một. Các bạn xem ở cuốn King Galaxy đấy ạ. Cái cuốn King Galaxy nó có rất là cụ thể từng tháng một. Đấy, mục tiêu từng tháng một. Chúng ta phải ghi chi tiết cụ thể ra kế hoạch. Như thế thì chúng ta mới thành công, mới đạt được. Thứ hai nữa là chúng ta đi sâu vào từng hệ thống một, từng nhánh của chúng ta một. Vẽ sơ đồ tuyến, chi tiết cụ thể. Cả nhà thử xem rằng tháng 2 này những ai chưa vẽ sơ đồ tuyến. Vâng, nhá. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ đi. Các đầu nhánh chúng ta vẽ sơ đồ tuyến và chúng ta gửi vào cái nhóm Leader Zoom đấy ạ. Leader đào tạo Zoom đấy ạ. Chúng ta, tất cả chúng ta, hệ thống của chúng ta, các e lớn chúng ta vẽ sơ đồ tuyến của hệ thống của các bạn và gửi, chụp ảnh gửi lên cái nhóm đấy. Vâng, lâu nay chúng ta không nói nhiều được và không nhắc nhở, nhưng mà chúng ta ngoài chúng ta mà chúng ta gửi đến tuyến trên, chúng ta vẫn phải gửi cho các e nhỏ, bắt buộc chúng ta phải gửi cái sơ đồ tuyến đấy ạ, để các e lớn theo dõi cái bảng sơ đồ tuyến của các bạn và còn cố vấn giúp cho các bạn, để các bạn yếu phần nào hỗ trợ các bạn phần đấy. Vâng, sắp tới công ty cũng còn tìm hiểu cả cái vấn đề đó của chúng ta để hỗ trợ từng e nhỏ của chúng ta nữa, đến tận e nhỏ để hỗ trợ chúng ta. Đó, ngoài các e lớn hỗ trợ thì còn công ty cũng còn đồng hành cùng với chúng ta cả nhà nhé. Đấy, thủ lĩnh Đặng Văn Điệp nói rằng năm nay thủ lĩnh Đặng Văn Điệp sẽ đi 63 tỉnh thành, đi tận địa phương để tiếp cận các thị trường như thế nào, xem là khó khăn như thế nào, vướng mắc thế nào. Đó, thì đấy là những cái thông tin của công ty rất là ngắn gọn thôi. Thì Hoàng Hương rất mong muốn cả nhà chúng ta hãy đồng lòng đồng sức để chúng ta thực hiện tốt trong cái mùa dịch này. Đấy. Bởi vì sản phẩm của chúng ta là sản phẩm, chúng ta có thể tự hào nói rằng sản phẩm của tôi nó là sản phẩm mang kháng thể tự nhiên đi trực tiếp vào máu và cơ mô để nâng cao hệ miễn dịch. Các sản phẩm khác nó cũng là nâng cao hệ miễn dịch, nhưng phải nó gọi là, nó là nâng cao hệ miễn dịch gián tiếp, của quản chúng ta là trực tiếp đấy. Và để đi nghiên cứu sản phẩm khác với sản phẩm của chúng ta thì sản phẩm chúng ta là sản phẩm rẻ nhất trên thị trường hiện nay đấy, chỉ có 45.000, sau này lên khoảng 50.000 thôi, mà chúng ta đã đầy đủ các thành phần, mà có những thành phần mà công ty khác không bao giờ có được, đó là kháng thể tự nhiên. Cả nhà hãy mạnh dạn, mạnh mẽ lên, chia sẻ lên, và chúng ta không xấu hổ, không ngại, chúng ta không ngại đâu ạ. Chúng ta xác định là chúng ta cứ nói, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi, ai tiếp cận thì tiếp cận, không tiếp cận thì thôi, mà chúng ta phải nói nhiều thì chúng ta mới gì, mới thuần thục được. Chúng ta gặp khách hàng chúng ta cứ chia sẻ, mặc dù người ta không biết người ta, thì chúng ta cứ chia sẻ đi, đấy cũng là một lần trải nghiệm của chúng ta, đúng cả nhà, cũng là một môi trường để chúng ta rèn luyện, chúng ta thực tập luôn. Còn người ta nghe không quan trọng, kệ, chúng ta vẫn cứ gieo hạt, đúng không ạ? Đấy, thì Hương mong muốn cả nhà chúng ta hãy cùng nhau thực hiện như thế. Đó, đấy là những cái tình hình cái về cái dịch bệnh, cũng như là trong cái dịch bệnh đó thì chúng ta phải có những chương trình hành động. Nếu chúng ta không hành động, không thay đổi những cái chiến lược, cách làm của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ không đạt cái mục tiêu đâu cả nhà. Bởi vì dịch Covid này thì chắc chắn nó sẽ nhiều người quan tâm sức khỏe hơn, họ sẽ đọc thông tin nhiều hơn ở báo đài, báo chí, hoặc là ở online, ở Facebook, ở Zalo, ở các kênh khác, người ta sẽ đọc rất là nhiều, thì chúng ta tăng cường, và bây giờ chúng ta cũng tăng cường tuyên truyền, viết bài chuyển lên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, hoặc là các mạng khác. Chúng ta nhớ một ngày chúng ta có thể đăng 1-2 bài đấy, mong buổi sáng và buổi chiều. Chúng ta nhớ tạo thành một thói quen, cứ gieo hạt đi ạ. Đấy, và chúng ta vào những cái kênh của công ty ấy, ví dụ như Nêu Mây Việt Nam chẳng hạn, Facebook ấy, có những cái bài viết của công ty rất là hay, ngắn gọn, thì chúng ta sẽ copy về, chúng ta sửa chữa đi, chúng ta vứt lên ở trên trang ra của chúng ta ấy. Tuy nhiên rằng khi các bạn copy bài của công ty, copy bài nhóm khác đưa lên, chúng ta copy, nhưng chúng ta phải có sự
thay đổi một chút ạ, một chút hình ảnh, một chút câu từ đi ạ, hoặc hoặc thể cắt ngắt bớt đi, hoặc chúng ta thêm vào cả nhà nhá. Như thế thì cái Facebook nó mới ghi nhận chúng ta. Có nhiều lần Hoàng Hương cũng copy và phát sang, nó không cho đăng luôn, bảo bài của bạn vi phạm bản quyền, nó không cho đăng ạ. Đặc biệt là những bài dài nó không đăng đâu, nó không cho đăng đâu. Vì vậy nên là chúng ta nên là thay đổi một chút, chỉnh sửa một chút. Và trên đấy là cái nội dung về cái báo cáo về cái tình hình thực tiễn về dịch bệnh, cũng như là cái phương án để chúng ta thực hiện chiến binh alpha để làm sao vẫn giữ được doanh số và tăng vượt doanh số theo cái chương trình kiến tạo gia đình alpha nhân 3 doanh số. Vâng. Rất là cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe Hoàng Hương chia sẻ một chút về cái tình hình dịch bệnh, cũng như là cái phương án để chúng ta hoạt động của tháng 2. Vâng, xin nhường lại mic cho MC Ngô Văn Huy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của Giám đốc Ba Sao Vàng Hoàng Hương. Vâng, xin cảm ơn chị, phần chia sẻ rất là cụ thể, chi tiết và cũng rất là dễ hiểu và dễ áp dụng. Vâng, thưa các anh chị, rằng là thưa quý nhà phân phối, rằng lãnh đạo Hoàng Hương của chúng ta vừa chia sẻ những đó là những cái kinh nghiệm nó vô cùng đơn giản, và luôn luôn là gì, lãnh đạo Hoàng Hương là gì, tất cả chúng ta em nhớ nhất là gì, chúng ta khi tất cả làm các ngành nghề gì, ngay bản thân em cũng thế, bản thân các nhà phân phối khác, khi chúng ta vào ngành nghề chúng ta phải coi chúng ta như một ly nước rộng đó. Các anh chị có thể là giỏi ở tất cả các lĩnh vực khác, nhưng khi vào Liêu Mây các anh chị coi chúng mình, cho coi chúng ta như một là tờ giấy trắng, và chúng ta hãy làm theo cái người bảo trợ của chúng ta hướng dẫn đó. Tất cả những nhà phân phối mà mặc dù làm rất nhiều ngành nghề, họ đã thành công là những thủ lĩnh, họ đều chia sẻ gì, cái quan trọng của họ là chịu phối hợp, chịu học tập và chịu làm theo thì họ sẽ thành công đó. Và kinh doanh Liêu Mây là một sự rất là đơn giản, sự sao chép. Và phần tiếp theo là xin mời phần chia sẻ, đó là giải pháp làm sao làm việc hiệu quả trong tình dịch bệnh. Và chúng ta sẽ được chào đón một Giám đốc Ba Sao Trần Duyên trở lại. Vâng, Giám đốc Trần Duyên tình vừa qua thì cũng nghỉ một thời gian về việc có về sinh, nên là chị có nghỉ một chút thời gian, nhưng hiện lại là thời gian vừa qua chị đã quay trở lại và hoạt động rất là nhiệt tình và hỗ trợ, cũng là mặc dù là không đến được từng các nhà phân phối địa điểm, nhưng mà qua Zalo chị vẫn qua các kênh chị vẫn hỗ trợ tất cả, đặc biệt như em Huy hay là chỗ chị Hậu rất là nhiệt tình đó, có vấn đề gì đó chị đều hỗ trợ bọn em trong đội nhóm đó, làm sao để phát triển cùng với chị Hương để đội nhóm phát triển hơn. Vâng, xin mời lãnh đạo Trần Duyên ạ. Lãnh đạo Trần Duyên đã có trong phòng Zoom chưa ạ? Alo, chắc là lãnh đạo Trần Duyên đang mắc em bé, đang gắt ngủ nên là rất khó để chia sẻ được. Được chưa Trần Duyên ơi, xong chưa? Vừa thấy xuất hiện. Vâng, nói chung là con nhỏ thì nhà con nhỏ, em Huy cũng con nhỏ cũng rất là bận đấy ạ, mọi người cũng phải rất thông cảm. Nhiều khi là có con nhỏ nên là để dành một thời gian hoặc là tập trung toàn bộ để chia sẻ, mà đặc biệt là chị Duyên à, em thì là chỉ là ô xin thôi thì nó cũng đỡ, nhưng mà chị Duyên rồi full thời gian thì nó sẽ bận hơn. Và xin mời lãnh đạo Trần Duyên ạ, mọi người đang chờ đợi phần chia sẻ của chị ạ. Xin phép cả nhà, chắc là lãnh đạo Trần Duyên vẫn không chia sẻ được, bởi vì là con chắc là vẫn đang, bạn ấy rất là quấy. Vâng, thì sau đây có thể là mời một thủ lĩnh có thể là chia sẻ. Vâng, bạn đã nhắn tin như thế không? Vâng, sau đây có thể là mời bạn Tống Nga ạ. Vâng, xin mời chị Tống Nga. Chúng ta sẽ cùng giao lưu một số thủ lĩnh.
vâng, chị Duyên cũng đã nhắn cho mọi người là hôm nay mong mọi người thông cảm, quý nhà phân phối thông cảm, bởi vì là con nhỏ cũng không thể tham gia buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay. Thì hẹn tất cả quý nhà phân phối trong buổi tối tiếp theo gần nhất, lãnh đạo Duyên sẽ chia sẻ tiếp theo. Vâng, xin mời một lãnh đạo khác ạ. Lãnh đạo Tống Nga có trong phòng, còn trong phòng Zoom không ạ? Chị có đấy em ơi. Vâng. Thế nhưng mà chưa biết là chia sẻ cái gì ấy, thành ra là cũng khó đúng không nhỉ? Trên lời đầu tiên xin chào toàn thể quý các bác anh chị có mặt trong phòng Zoom. Cũng rất là trong cái không may mà có cái may để cho mình có cái cơ hội để chia sẻ đúng không em Huy nhỉ? Cảm ơn em Duyên vì đang bận con nhỏ mình mới được cơ hội để chia sẻ đúng không ạ? Thế thì cái phần của em Duyên đó là chia sẻ về cái làm thế nào để mà tăng được cái doanh số trong cái mùa dịch này. Thì theo cá nhân của em thì cũng chia sẻ với quý các anh chị rằng bây giờ nó là mùa dịch và thực ra nếu như mình để OPP đông 15-20 người như giai đoạn trước thì rất là khó. Thì bản thân em cũng như là đội nhóm của em thì đang có một cái tư tưởng là mình vẫn làm OPP nhưng OPP diện nhỏ hơn. Nghĩa là mình sẽ làm OPP trên diện gia đình của từng nhà. Ví dụ như là mình đến gia đình nhà em Huy thì mình sẽ mời em Huy là bố em Huy, mẹ em Huy, rồi cô dì chú bác lân cận nhà em Huy. Tức là những người đấy thuộc cái gia đình của nhà đó. Chứ mình không mời rộng, trên diện rộng là mời nhiều gia đình khác nhau trong cùng một thôn xóm đấy nữa. Thì như vậy thì nó sẽ là thuận tiện hơn và người ta cũng đỡ e ngại hơn. Tức là mình OPP trên diện khoảng từ 3 đến 5 người thôi. Đó là cái vấn đề OPP. Vấn đề tiếp theo nữa là đẩy mạnh cái vấn đề OPP 1-1. Đó, thì đấy là đội nhóm của em thì theo cái khuynh hướng nó sẽ làm như vậy. Còn cá nhân em thì từ trước đến giờ thì cái việc mà em đi OPP 1-1 đến đi từ ngõ gõ từng nhà thì em không làm được vấn đề này. Đấy, em đã không làm được vấn đề này mà là em thường xuyên là bán hàng bằng việc là nhắn tin trên Zalo, trên Facebook, trên Messenger để chúng ta có được cái lượng khách hàng. Ví dụ lượng khách hàng của em trên Zalo, Facebook thì cũng có tương đối. Ví dụ như là ngày hôm nay thì mình muốn là mình chia sẻ về cái vấn đề là nếu như quý các bác anh chị mua hàng trong tháng 2 thì vẫn còn có giá cũ là 1.280. Còn nếu như mà để sang đến tháng 3 mình mua hàng thì giá nó sẽ tăng lên là 40.000 một lọ sản phẩm, đơn giản như vậy. Thì như vậy thì từ chiều đến giờ là chỉ nhắn tin cho khoảng 10 người thì kết quả cuối cùng đến thời điểm này là bán được, chốt được 15 lon sản phẩm. Đó. Thế như vậy thì cái việc mà mình sử dụng bằng cái công nghệ hiện nay thì mình đỡ thời gian và khẳng định rằng trong từ chiều đến giờ mình để đi OPP 1-1 trong khoảng 10 người thì cái thời gian đó mình đi cũng không làm được. Vấn đề là chưa chắc đã hiệu quả bằng mình ngồi ở nhà mình làm việc đó. Cái việc này thì thực ra là không phải ai cũng làm được. Muốn làm được thì mình cũng phải mất một thời gian, mình cũng phải có kỹ năng hoặc là mình đã có một cái tệp khách hàng sẵn, khách hàng cũ để tái dùng. Chứ còn nếu mà để chốt được khách hàng mới thì giai đoạn đầu vất vả. Bản thân từ trước đến giờ khi mà vào đối với New May là mình bán hàng từ giai đoạn từ cái những cái xuất trưởng phòng đầu tiên của bản thân cho đến bây giờ, cơ bản là bản thân em Nga thì vẫn là bán hàng trên phương diện trên Zalo, Facebook bằng sử dụng tin nhắn hoặc gọi điện, chứ không có đến nhà người ta để mình chia sẻ được cho người ta là thành phần như thế này, công dụng như thế này. Thì cái thời gian nó cũng không có. Thực ra là bản thân như em Nga cũng đang làm thêm. Nếu mà mình đi công tác giảng dạy thì mình cũng làm rất là nhiều thời gian rồi. Khi về nhà là tranh thủ buổi tối, buổi trưa gì đó mình nhắn tin. Có thể ngày hôm nay mình nhắn tin là hỏi han trò chuyện là ngày mai mình sẽ đề cập vấn đề về sức khỏe, là ngày kia mình sẽ đề cập vấn đề là khoe cái việc là sức khỏe, có vấn đề sức khỏe như bố cậu, mẹ cậu thì gia đình tớ cũng dùng cái sản phẩm này cũng có vấn đề sức khỏe như thế để cải thiện tốt, ví dụ như thế. Hoặc là đơn giản như ngày hôm nay mình nhắn tin với một cái chị đó, chị muốn mua 5 lon sản phẩm, mình nói thôi chị cứ mua cả 6 lon cho đủ một thùng. Khi chị ok là mua 6 lon cho đủ một thùng rồi thì mình chụp nguyên cái câu chuyện mà chị đó đồng ý mua 6 lon gửi cho một chị khác thì nói với chị ơi, sữa lên giá cho nên là mọi người đang tập trung tiền để mình mua sữa cho nó được giá rẻ hơn. Chỉ cần chụp và khoe như vậy thôi thì cái chị kia bảo chị cũng gom tiền để ngày mai lấy 6 lon. Đấy. Thế ví dụ như thế thì nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà mình thấy là nó cũng nhẹ nhàng về cái kỹ năng mà mình làm được như vậy. Thì cả nhà cũng tranh thủ tận dụng cái
Zalo, Facebook thì bây giờ ai cũng có, đúng không? Thì mọi người cũng sẽ tranh thủ tận dụng chia sẻ. Mình chỉ cần chia sẻ về cái sản phẩm mà nói là cái sản phẩm này từ ngày 1 tháng 3 nó sẽ lên giá, ví dụ như thế. Thì cá nhân mình làm được thì mình cũng hướng dẫn cho các chị em đội nhóm cũng có thể khích lệ, người ta cũng sẽ làm được. Người ta không có cái kỹ năng, chưa có cái kỹ năng mà sử dụng Zalo, Facebook thì người ta cũng có thể là chia sẻ OBB11 đấy, đối với từng cái mối quan hệ của mỗi người khác nhau thì sẽ làm cái vấn đề đấy. Thì đấy là cái quan điểm của cá nhân em làm được như vậy. Và cái đội nhóm của em cũng định hình là chỉ OBB trên diện nhỏ hơn, tức là chỉ từ 3 đến 5 người, làm trên phương diện là OBB gia đình của từng nhà, chứ không mời. Và thực ra mình mời đông người ta cũng không đến đâu. Thì mình khi mình đến làm chuẩn bị là OBB thì mình cũng nói là bây giờ dịch bệnh ấy, thì ra là cháu cũng không muốn làm trên diện rộng, cũng không muốn mời đông, cháu chỉ đến chia sẻ cho cả gia đình, đại gia đình bác hiểu thêm về sản phẩm đấy thôi. Thì ví dụ như nhà bác này có 3 người rồi này, bác có thể mời thêm 2 người lân cận của gia đình bác nữa, là 5 người là được rồi, ví dụ như thế. Thì mình làm như vậy thì nó sẽ ổn hơn, và bản thân gia chủ cũng có vẻ là sẽ hài lòng hơn, là vì cũng không muốn làm đông do dịch bệnh vân vân. Thế thì cái cá nhân em thì em cũng không làm mất nhiều thời gian của quý cô bác anh chị. Thì em chia sẻ như vậy là các quý cô bác anh chị thấy mà nó hợp lý với bản thân mình thì mình sẽ làm. Còn nếu mà quý cô bác anh chị nào có những cái chia sẻ hay hơn thì em nghe cũng học tập để áp dụng đưa về đội nhóm của mình. À, cảm ơn quý cô bác anh chị đã chú ý lắng nghe nhé. Vâng, cảm ơn lãnh đạo Tống Nga. Các quý nhà phân phối thấy phần chia sẻ của lãnh đạo Nga thế nào? Em thấy quá tuyệt vời. Đã, áp dụng quá hay luôn. Trong cái thời cái dịch bệnh như này để mà gặp gỡ cũng cả một vấn đề. Trong khi đó là công nghệ chúng ta, ngày xưa chúng ta chưa có Zalo, đúng không ạ? Chưa có Facebook. Chúng ta gọi điện thoại thì nó tốn chi phí nhiều, đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta có cái công nghệ rồi. Đã, ngoài Zalo chúng ta gửi những hình ảnh mà như chị Tống Nga chia sẻ, chúng ta chụp cả một cái đoạn trò chuyện đấy. Đó, đấy là đấy gì? Đấy chính là nhiều khi chúng ta đang mượn sức đấy. Và đó, chúng ta đang mượn sức để là gì? Từ những khách hàng họ lấy làm niềm tin, họ làm nhân chứng. Đó, thì những khách hàng khác là họ có niềm tin hơn. Đó, người Việt Nam chúng ta luôn luôn là gì ạ? Ví dụ như là phải xem cái ông hàng xóm, bà hàng xóm họ mua trước đã, họ dùng đã thì mình mới dùng. Đó, cái quan điểm của người Việt Nam mình là cứ phải để thằng khác dùng trước đã, đúng không ạ? Đấy, vậy nên là gì ạ? Chúng ta mà áp dụng mọi cách, và phần chia sẻ của lãnh đạo Tống Nga thì tất cả nhiều nhà phân phối có thể áp dụng nếu cảm thấy phù hợp với bản thân mình và phù hợp với đội nhóm chúng ta. Thì em Huy tin rằng là chúng ta cũng sẽ học tập được từ lãnh đạo Tống Nga để làm sao phấn đấu cũng được phần nhỏ của lãnh đạo Tống Nga ấy, chị nhỉ? Thì hôm nay 15 lon thì mình cố gắng được khoảng một nửa thôi cũng được. Vâng. Em Huy xin mời một lãnh đạo khác cùng chia sẻ tiếp theo ạ. Các quý nhà phân phối có chúng ta có muốn giao lưu tiếp với một nhà phân phối khác không ạ? Một lãnh đạo khác không ạ? Có vẻ vòng Zoom chúng ta hơi nắng ạ. Hơi trầm ạ. Hôm nay hệ thống của đoài không thấy nhỉ? Vâng, em cũng không thấy. Đang muốn để mời lãnh đạo đoài, một lãnh đạo rất là nhiều năng lượng đó, chia sẻ rất là nhiệt tình cho khách hàng đó, làm việc hết mình, hăng say và rất nhiều vận may. Bình 2 sao là của ai nhỉ? Bạn Tuyết này, Tuyết thị trường Nguyễn Tuyết này có phải là thị trường Ninh Bình không? Tuyết ơi, lãnh đạo Nguyễn Tuyết thế này, 2 sao ấy, ở thị trường nào nhỉ? Vâng, xin mời chị Nguyễn Tuyết đi ạ. Nguyễn Tuyết ở thị trường Ninh Bình đấy. Vâng, chị Tuyết ở thị trường Ninh Bình, ở chỗ nhóm chị Đoài đấy ạ. À,
Thì à. Mời chị Tuyết mở mic lên ạ. Chị Tuyết thì là một nhà phân phối nhánh của chị Đoài, thị trường Ninh Bình. Và xin mời chị Tuyết có thể bật mic giao lưu cùng đội nhóm ạ. Rồi, chị có bật mic rồi. Dạ vâng ạ, xin mời chị ạ. Chị có thể giới thiệu cùng các quý em cũng xin chào cô bác anh chị tất cả trong phòng Zoom hôm nay. Hôm nay thì em cũng hơi bị đau cái cổ một tí, là cũng do nhân dịp Tết Tân Sửu cho nên là ở nhà, cho nên là cũng không đi đâu, cho nên là ăn bánh nhiều quá cho nên là nó cũng đau cổ. Sáng giờ là nó bị khan tiếng khan tiếng, nhưng mà ngày hôm kia và ngày hôm qua thì em cũng bán được 2 thùng. Yeah. Vâng, em cũng bán được 2 thùng cho một ông thông gia ở Thanh Hóa, ở Hàng Hóa, được 3 hộp. Với lại em trai em là Nguyễn Văn Thuấn ấy, nó mang sang bên Lạng Sơn ấy, cửa khẩu Lạng Sơn, Nguyễn Văn Thuấn mang đây Huy Trúc đấy. Dạ vâng. Mang đi 9 hộp. Dạ. Em trai đấy, em trai mang sang cửa khẩu Trung Quốc là hết 9 hộp. Với lại hai cái bà đi cấy cho con em gái ở bên thì cũng bán được 2 hộp. Thế là toàn đến nhà lấy thôi, chứ cũng chưa quá đi nhà rồi. Nào chia sẻ được. Nói chung ngày hôm kia bé lộc đầu năm hôm qua tức là 2 ngày thì là bán được 2 thùng tròn. Nói chung thì cái kinh nghiệm của em thì cũng chưa có nhiều, một phần em cũng mới vào làm cho nên em cũng chưa có nhiều, cho nên là bản thân em thì là cũng là nhà phân phối mới, cho nên là cũng đang cần phải học hỏi các lãnh đạo và tuyến trên nhiều, và tuyến ngang, tuyến bạn và các nhà phân phối. Em có một chút xíu kinh nghiệm thế thôi, mong cô bác anh chị em thông cảm, mình xin hết ạ. Thế bạn Tuyết có thể nói rõ hơn, giới thiệu bản thân của Tuyết đến từ đâu, đang làm nghề gì và cơ duyên nào Tuyết biết đến sản phẩm này ấy. Mình cũng thấy là trường hợp của Tuyết cũng rất là đặc biệt ấy. Em thì cơ duyên là em dùng đến sản phẩm này là em biết đến sản phẩm này là nói chung thì em là Nguyễn Thị Tuyết. Em đến thị trường Ninh Bình. Em là nhánh của nghề nghiệp của em thì là giáo viên, thế em cũng là làm thêm thôi. Thế là em được biết đến sản phẩm này là nhờ chị Bình, Trần Thị Bình giới thiệu cho em biết đến sản phẩm này, mà không những chị Bình mà là em gái chị Bình cũng dùng. Thế là em gái chị Bình mới học em từ nhỏ đến lớn, từ lớp 1 đến lớp 12. Thế là em gái chị Bình là cũng bị dạ dày, thế là giới thiệu. Lúc đầu là em chưa tin sản phẩm, thế sau đó là em gái chị Bình với chị Bình nói, thế là em cũng mua một lon sản phẩm về dùng. Thế trước khi chưa dùng sản phẩm này thì trong người em cũng rất là nhiều bệnh. Em thì là dạ dày 11 năm, bê hết dạ dày luôn, và em cũng bị viêm xoang và cũng bị tiền đình đấy. Cho nên là mà em dùng qua từ 15 tháng 9 đến bây giờ là cũng được 5 tháng em dùng rồi. Sản phẩm này mà em thấy nói chung là sản phẩm này rất là hiệu quả. Bản thân em và cả bố em dùng nữa. Bố em thì dùng cũng sau em chỉ có 1 ngày thôi. Em 15 tháng 9 thì bố em là 16 tháng 9. Hai bố con dùng chung trong cái tháng 9. Nhưng mà bố em ngày trước là không ra nhà em ăn cơm được. Đi còn run chân run tay. Nhưng mà đến nay bố em dùng đã được 5 tháng rồi. Bố dùng được đang hộp thứ 8 rồi. Tại bố em dùng 2 loại alpha lipid và SD2. Hàng ngày cứ sáng thì bố uống alpha lipid, còn chiều thì uống SD2. Bố dùng đang hộp sang hộp thứ 8 rồi mà bản thân bố em rất là cải thiện. Từ huyết áp bố em cải thiện nè, và tắc nghẽn phổi cũng cải thiện. Và bố bị men gan cao. Tức là bố cũng là siêu thị bệnh mà cũng đã cải thiện. Và bản thân em như thế. Thế bây giờ là cả gia đình em đều dùng alpha. Tức là 8 chị em đều dùng.
Bây giờ bình quân một tháng nhà em, nguyên nhà em là 8 hộp rồi đấy chưa? Tuyệt vời quá. Em này, bây giờ là em và con em, chồng em thì cũng thi thoảng thôi, nhưng mà em một tháng một hộp, con em một hộp, bố một hộp, em dâu một hộp, em trai một hộp. Đấy, hầu như là rồi hai đứa cháu để uống nữa. Trời, một tháng bây giờ như tháng 1 vừa rồi là 8 hộp đấy chưa? Và sang cái tháng 2 này cũng 8 hộp đấy. Trong một tháng bây giờ là nhà em là cả gia đình dùng ăn vạ. Cho em xin phép hỏi tí cái trường hợp sức khỏe của ông bị tắc nghẽn phổi ấy, thì cụ thể bố như em, thế nào? Bố em là tắc nghẽn phổi là bố em phát hiện là vào tháng 10 năm 2019. Thì khi bố em dùng, bố em tắc nghẽn phổi giai đoạn 3. Nhưng mà cái tháng 12 vừa rồi em đưa bố đi khám ở bệnh viện phổi đấy. Thì bây giờ tắc nghẽn phổi bố em còn trở lại giai đoạn 1 chị anh ạ. Tức là 10 phần thì bố em giảm hết 2 phần rồi anh ạ, chỉ còn 1 phần nữa. Cho em hỏi chút xíu, có phải biểu hiện của người tắc nghẽn phổi là thở khó, hít thở và nhiều khi phải vào viện khó thở anh ạ. Rất là khó thở. Và bố em cảm thấy bồi hồi khi ra nhà em ăn cơm mỗi lần ấy, là ông không đi được, đi ra đến nửa đoạn đường là ông bảo như tắc thở, không thở được. Thế mới bây giờ ông đạp xe ra ăn cơm nhà em bình thường. Ông ngoại đấy, tức là bố đẻ ra em đấy. Sau mấy tháng bố em thì nhiều bệnh lắm. Vâng. Cảm ơn chị nhé, vì trường hợp này em đang muốn tư vấn mà gặp chị thì hôm nay em rất là mừng. Để tự tin để nói cho sắp tới này muốn đem sản phẩm này đến cho một người ông ở trên Lai Châu á. Ông cũng có tình trạng này mà khổ lắm, thỉnh thoảng đùng cái đi ra viện đi chơi hai ba hôm lại về. Đúng rồi, bố em trước khi chưa uống cái sản phẩm này là bố em đi viện hai lần về tắc nghẽn đấy. Thế từ khi bố em dùng được là hơn 5 tháng nay, từ hôm 16 tháng 9 đến bây giờ hơn 5 tháng. Dùng hai loại đúng không? Alpha với lại SD2. SD2. Vâng, bố em dùng 3 hộp SD2 rồi chị ạ. Như vậy là trường hợp và 5 hộp Alpha Lipid rồi. Trường hợp của ông là mới bị hay bị lâu rồi ạ? Bố em thì chắc bị lâu rồi chứ anh, cho nên đã giai đoạn 3 rồi. Giai đoạn 3 là nặng rồi anh. Dùng 5 tháng là đã có hiệu quả được phải không ạ? Vâng, bố em dùng 5 tháng là đã có hiệu quả, cải thiện rõ rệt luôn anh. 10 phần bây giờ là hết 7 phần rồi anh, chỉ còn có 3 phần đấy. Tốt quá, rất tuyệt vời. Hôm nọ bố em nói là bố em cải thiện là tới 5-6 phần rồi. Ông hôm nọ ông cần bảo vậy mà. Chỉ cần nếu trường hợp này là thở nó thấy thoải mái mà là người có sự khỏe lại ngay mà. Bố em bây giờ là 2 tháng này bố em không dùng một viên thuốc tắc nghẽn nào nữa. 2 tháng này rồi. Tức là từ đầu tháng 12 tới giờ là bố không dùng tăng nghẽn nữa. À, như vậy là trước đó là vẫn dùng để hỗ trợ, còn việc mình dùng sản phẩm Alpha Lipid và SD2 là vẫn dùng thường xuyên sáng tối à? Vâng, bố em chỉ dùng một viên vào buổi tối tăng nghẽn thôi anh, là bệnh viện nó cho. Thế là từ tháng 12 là bố thấy nó khỏe lên mà nó không khó thở nữa, là bố em không dùng 2 tháng này rồi, không dùng cái tăng nghẽn nữa mà chỉ uống bằng 2 sản phẩm đó. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, đấy là em xin phép chia sẻ bản thân em và gia đình nhà em như thế ạ. Em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Tuyết ạ. Vâng, chị Tuyết là một em cũng như em và cũng như các thủ lĩnh phía trên đánh giá chị Tuyết là một nhân tố sao đấy ạ. Vâng, một người rất là dạ. Đó. Thì cũng chúc là chị Tuyết cùng gia đình là luôn mạnh khỏe và chúc chị sớm cán đích 5 sao. Và làm sao chị cũng cảm ơn Ngô Văn Huy nha, em cũng cảm ơn MC cũng quá khen ngợi chị nha. Chị cảm ơn chị cũng đang cố gắng lên 1 sao thôi. Vâng, cứ làm sao cùng chị Bình cùng chị Đoài và mọi người thì em tin rằng là thị trường Ninh Bình thì cũng rất là tiềm năng đấy ạ. Vâng. Yeah. Trước khi bạn Tuyết dừng lời thì mình cũng nói sơ qua một chút. Bạn Tuyết này là lấy chồng ở trong Kiên Giang à? Em lấy chồng Cà Mau thì
chồng em ở Cà Mau ạ, chị Hương. Từ rất là lâu năm rồi. Thì sau vừa rồi là mẹ bị ốm nên bạn phải ra ngoài Bắc để sinh sống. Bà mới ra Bắc sống được khoảng 4 hay 3 tháng, 3 4 năm nay thôi. Nên là cũng đang ở ngoài này thì bạn ấy chưa bao giờ vẫn kinh doanh cái gì bao giờ cả cả nhà. Đấy. Chuyển cả chồng cũng người ở Cà Mau ra ngoài này luôn. Đấy, nên là gia đình rất là neo, hoàn cảnh rất là neo đơn, còn mỗi bố thì bạn phải ra đây sinh sống và nhờ cái bệnh tật rất là nhiều. Đó, và bạn dùng sản phẩm thấy tốt quá và chuyển sang kinh doanh. Còn từ trước nay bạn ấy chưa hề biết kinh doanh là cái gì đâu. Cả nhà. Đấy, đấy là cái cơ duyên mà bạn Tuyết này, bạn là người rất là có tâm. Khi bạn thấy sản phẩm tốt, bạn cứ đi lan tỏa một cách rất là tự nhiên ấy. Nghĩa là đến đâu bạn cũng chia sẻ, bạn không xấu hổ gì đâu. Bởi vì bạn hay là người dùng sản phẩm tốt. Nên là khi bạn lan tỏa đến đâu là mọi người cũng ủng hộ đấy. Còn để có mối quan hệ quen biết thì bạn không quen biết mấy đâu. Bởi vì xa quê bao nhiêu năm nay rồi. Đó, bây giờ mỗi ngày đến quê mình để sống thì lại là mọi cái bắt đầu từ con số 0. Đúng rồi. Mà công việc giáo viên cũng bận rộn, suốt ngày đi dạy, không có thời gian để giao lưu với mọi người. Nhưng bằng cái tâm của mình và bằng cái kết quả sử dụng của bản thân bạn và gia đình của bạn ấy, bạn ấy đã có được thành quả hôm nay. Và chị cũng rất là cảm ơn Tuyết, chúc Tuyết cũng sẽ luôn luôn giữ được cái nhiệt huyết, cái tâm của mình ấy, và em sẽ cứ luôn lúc nào cũng sẵn sàng cho đi, giúp cho cộng đồng có sức khỏe tốt. Thì chắc chắn rằng cái thu nhập cũng như đời sống của em nó sẽ được cải thiện rất là rõ rệt. Và chúc em sớm lên cán đích làm sao nhé. Dạ, em cảm ơn lãnh đạo Hương ạ. Dạ, em cũng ghi nhận ý kiến của chị ạ. Vâng, cố gắng nha. Dạ. Xin cảm ơn chị Tuyết. Em thấy phần có phần chờ đợi là đó là chị Đinh Đoài. Chị Đoài có thể là có công việc chắc cũng mới vào. Thì cũng rất muốn là em cũng như nhiều nhà phân phối rất muốn là mời chị Đinh Đoài cùng chia sẻ đôi chút về kinh nghiệm của mình để mọi người nhà phân phối để học tập được không ạ? Chị Đinh Đoài đã vào phòng Zoom rồi đúng không ạ? Rồi, chị chào MC đẹp trai Ngô Huy. Xin chào cả nhà. Dạ, vâng. Chị vừa đi ăn cỗ về, vừa bắt đầu về đến đây xong. Đấy. Chắc là em đoán là chị Đoài chắc có việc chứ mọi hôm thì không thể thiếu được. Đây mãi ăn cỗ quá nên là em mãi trong Hà Tĩnh nó về nên là đưa bạn về. Ăn xong phải dọn dẹp xong mới được về về nhà thì 10 giờ rồi tưởng hết Zoom rồi. Mà vẫn người đang còn. Chào mỗi chị thôi. Sáng nay tranh thủ đi chia sẻ được một lon, chiều trưa đi tranh thủ được hai lon, sáng thì đi khai xuân ở trường. Dạ. Nên là cũng không biết là trong phòng Zoom nay có nhiều người không. Biết là em thông báo cho mọi người nhưng mà không về được, không biết là những ai vào. Dạ, đấy. Phần đầu thì lãnh đạo Hoàng Hương cũng chia sẻ về tình hình dịch bệnh cũng như định hướng kinh doanh trong mùa dịch. Đó, cũng giao lưu với phần chia sẻ của chị Tống Nga, đó, từ thị trường Nam Định. Đó, và cũng của anh Long và chị Tuyết, đó, chị lãnh đạo Gấm Lai Châu. Đó, thì cũng rất mong là chị Đinh Đoài có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm mà để mình đạt được những thành công cũng như là có được những cái thành quả về có những đội nhóm lớn hiện tại cũng như là cái doanh số để duy trì nó đều đặn như thế thì chị có chia sẻ đôi chút để cái kinh nghiệm và để cái nhà phân phối chúng ta cùng học tập. Đó. Rồi, chị cảm ơn. Báo cáo với cả nhà là em thì chẳng có cái kinh nghiệm gì cho nên nhiều cả. Thương trường như chiến trường cũng không biết là như thế nào cả mà chỉ có đơn giản là anh cho nhỏ ra đi. Mà chỉ có là thôi thì cũng bằng cái tâm mang cho đi, muốn chỉ mong sao cho mọi người thứ nhất là phòng chống được dịch bệnh, thứ hai là khỏi những cái cơn đau ốm trong người, vì khi mà mình mà bị bệnh ấy, thì mình thấy rất thương mọi người. Vì khi mà đến viện rồi thì cái đợt cái mổ ruột thừa về thì nằm ở viện thì mọi người cứ bảo là bắt đầu ốm lên thì sang phòng bệnh nhân nào thì gọi bác sĩ tiêm đau lên thì cứ bảo là
bác sĩ ơi có cái gì cho nó khỏe khỏe lên đừng cho tôi ốm nữa. Nhưng mà bình thường thì bảo mua sữa thì cứ bảo là sữa nó đắt lắm. Đấy, thì cứ bảo con xem xét. Nhưng mà khi mà đến bệnh viện thì đúng là chỉ mong sao cho nó khỏe, đừng bao giờ để ở trong phòng các bác, có rất nhiều các bác sĩ nhưng mà rất là ngại gặp bác sĩ. Thì cơ duyên đến với lại cái sản phẩm này thì cũng như mọi người thôi, mỗi người đều là một nhân chứng cả. Khi sử dụng thấy sản phẩm tốt thì đi lan tỏa cho mọi người và gặp được những người nhiệt huyết như mình, ví dụ như là em Tiết, thì mọi người cũng đều mang cái tinh thần của mình để đi chia sẻ cho mọi người để biết đến lan tỏa cái sản phẩm. Thứ nhất là mình dùng, thứ hai là đến gia đình, những người thân trong gia đình. Vì mỗi một người bây giờ thì rất là nhiều bệnh, nhưng mà chỉ có điều là đã có, thứ nhất là có điều kiện dùng, thứ hai là có chăm sóc sức khỏe chủ động cho mình không, thì đấy là cái điều quan trọng. Và cái tâm mà mình đi chia sẻ cho người ta thì chỉ mong muốn cho người ta làm sao người ta dùng để người ta đỡ ốm đau bệnh tật đi. Thì cũng có nhiều người tiếp nhận, ví dụ như trưa nay đi thì đến nhà một cô đấy thì cô bảo là ôi giời cũng nghe thấy người ta nói rồi nhưng mà cũng chưa dùng. Đấy, thì hôm nay bảo là thôi thì đến tháng 3 này là công ty sẽ tăng nhẹ một chút về giá cả, vì là 7 năm về trước đến nay là cũng không tăng. Thì nếu mà theo cháu mà cô dùng thì cô nên lấy một thùng, thì cô bảo thôi vậy thì để cho 3 lon. Thì lúc đấy mang đi thì trong túi còn 2 lon, mang 3 lon thì một người đến lon còn 2 lon. Cô bảo vậy thì để cho cô 2 lon, còn hôm sau mang xuống lon nữa. Đấy thì thành công thì cũng chưa được nhiều, nói chung là so với mọi người thì chị cũng đang lẹt đẹt lắm. Nhưng mà cũng cố gắng quyết tâm hết sức để theo kịp đồng đội cũng như là các thủ lĩnh. Để làm thế nào mà cứ thôi thì giống như mỗi năm mỗi lớp đi, mỗi năm mỗi sao là được rồi. Quá tốt ạ, vâng. Dạ. Đấy là cái mong muốn của chị và cũng mong muốn là mọi người giúp cho nhiều người thành công để mình thành công. Và chắc chắn là sẽ quyết tâm thành công. Đấy. Không nhanh thì chậm, thế là thế nào phải đuổi theo thủ lĩnh gấm này. Thủ lĩnh Nga thì chạy nhanh quá chị không đuổi kịp nên phải đi từ từ thôi. Đấy thì chỉ có cái đơn giản như vậy, chị xin chia sẻ. Và hiện nay thì cả nhà thì chị đều dùng, bố đẻ chị dùng, chồng chị, con trai chị và con gái bên Nhật cũng vẫn đang dùng. Đấy là cái, nói chung là gia đình Alpha rồi. Mình chỉ mong muốn làm sao để cho có sức khỏe tốt, để không phải dùng đến thuốc Tây nhiều nữa. Vì trước đây thì anh bị bệnh gút đỉnh, sau lại bị viêm tụy. Viêm tụy thì được 6 tháng đi làm thì không sao, nhưng vừa rồi thì lại bị trở lại. Thì bây giờ cũng đang tiếp tục cho anh uống kết hợp bộ 3 sản phẩm. Để sau này mình 30 Tết là bắt đầu vẫn cần tháo kim để về nhà chặt thịt gà cũng giao thừa. Đấy thì em đoài ấy này, bảo học chị gấm đang chạy em theo học, em đoài đấy. Em phải học chị. Chị là em thấy chị là kiến thức sâu lắm. Em thì còn đang gọi là cũng bồng bềnh thôi, chị chưa có sâu được như chị. Và nhất là em Tống Nga ấy, hâm mộ em Tống Nga lắm, chạy nhanh. Phải đi từ từ để kéo các chị lên nữa. Người thành công bao giờ khiêm tốn, bao giờ cũng ham học hỏi, bao giờ cũng khiêm tốn, đấy là tố chất của người thành công đúng không? Chỉ mong sao để nói, theo kịp. Nói thế là chỉ gắm số hổ lắm đấy. Vào trước bao nhiêu lâu bây giờ mới bằng em đoài bảo là học chị gắm thì nó mà thụt lùi à. Thế mà đã bảo bằng em đâu, chị vẫn cao hơn mà. Mục tiêu của em là phải chạy trước chị. Không đuổi kịp nhưng mà chạy trước ấy. Nói chung là cứ dịch bệnh như thế này thì chắc là mỗi ngày 3-4-5 lon là chuyện bình thường thôi, chị Gấm nhỉ? Chị Gấm phải học hỏi em Đoài. Bây giờ đấy. Em lon, 2 lon là cùng thôi. Thế thì hôm nào chị lại nắm cháu về Ninh Bình nhá, chứ đừng về Nam Định. Đang bảo là mấy đứa là cấp sách đi học đây, hay qua một người cấp sách đi học các em này. Nó vậy thôi, chị là chắc chắn là đến cuối năm nay chị sẽ lên 4 sao rồi. Còn em chỉ mơ ước là lên 3 sao thôi. Mục tiêu là lên 3 sao thôi. Chị không có cao hơn đâu. Không cao hơn.
Em bây giờ mới đang mấp mé thôi. Nên là bà rất mong mọi người lan tỏa được sản phẩm để cho nhiều người biết đến để dùng. Thứ nhất là có sức khỏe tốt, thứ hai là có đời sống tốt. Để cho phục vụ chị em, phục vụ đoàn đội thì năng gặp nhau hơn, để mỗi ngày được vào phòng Zoom để gặp nhau đỡ nhớ. Tết ngày nào các em Tuyết, Bình, Vy, Yến cứ hỏi chị ơi nay có phòng Zoom không? Bảo chị bận quá chị chưa xem. May có bác sĩ Huy nhanh tay là cứ hay chia sẻ luôn, nhất là mở ra là biết ngay. Vâng, cảm ơn chị. Thì bạn cũng phải mở ra để xem nay các đội nhóm có gì để cần mình chưa tổ chức được, thì để cho cái nhánh của em thì mấy hôm các bạn cấy xong thì bắt đầu tổ chức Zoom buổi tối. Dạ. Thì dịch bệnh nên là cũng hạn chế đi lại ấy. Nên là thôi thì tối thì Zoom, còn ban ngày để cho mọi người đi chia sẻ. Đấy là cái câu chuyện của em, có vậy thôi. Cả nhà muốn chia sẻ gì nữa không? Còn nhân chứng thì chia sẻ nhiều lắm rồi, nên là chắc là mọi người trong đây biết hết rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Đoài. Vâng, chị Đoài em phải rất cảm phục, là khâm phục đấy. Một người rất là gọi có năng lượng, kiên trì và chia sẻ một cách rất là nhiệt tình. Đó, sự chân thành đến là những khách hàng là họ cũng là tiếp nhận đó, một sản phẩm. Và hiện tại thì đội nhóm của chị thì cũng đã ngày càng nhiều hơn, nhiều nhân tố hơn, đặc biệt có những nhân tố sao đó như chị Tuyết, chị Bình, đó, một số người. Và thị trường Ninh Bình thì em thấy là ngày càng mở rộng, và chị nhóm chị Đoài ngày càng phát triển đó. Vâng, một lần nữa thì vâng, dạ một lần nữa xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Đoài. Thì hiện tại thì cũng đã hơn 10 giờ rồi, 10 giờ 15 đó. Thì cũng xin mời lãnh đạo Hương, thì có lẽ thì lãnh đạo Hương sẽ có phần chốt trong buổi Zoom ngày hôm nay, thì có lẽ là để cho cái nhà phân phối để chúng ta cũng sẽ nghỉ ngơi, để ngày mai chúng ta cũng sẽ sắp xếp công việc cũng như là lên kế hoạch triển khai việc năm tốt đó, làm sao mà tập trung đi chia sẻ để cuối tháng thì chúng ta cũng sẽ hoàn thành cùng đội nhóm của mình hoàn thành cái kế hoạch đó. Đặc biệt là chúng ta cần phải thông báo đến những khách hàng của chúng ta trong việc mà từ tháng 3 sẽ có những cái thay đổi về giá, cũng như là hệ thống của chúng ta cuối tháng thì sẽ công ty sẽ có chính thức trong việc cái thay đổi về những chính sách hoa hồng đó. Thì các lãnh đạo như Hoàng Hương sẽ cập nhật chúng ta. Xin mời lãnh đạo Hoàng Hương ạ, chúng ta sẽ cùng em nhường mic lại để chị chốt phần cuối cũng như câu cuối để cho các nhà phân phối trong buổi Zoom ngày hôm nay. Xin mời chị ạ. Vâng, rất là cảm ơn bạn Ngô Huy, cảm ơn tất cả quý các nhà phân phối đã có những cái chia sẻ từ cái thực tế mình trải nghiệm công việc, sản phẩm, dùng sản phẩm, cũng như là đi chia sẻ khách hàng và những kết quả đạt được. Đó, chúng ta thấy rằng mỗi một lần chúng ta gặp nhau, mặc dù chúng ta chưa làm được nhiều đâu, những cái rất là đơn giản thôi cũng đã tạo cho chúng ta một cái động lực, đúng không cả nhà? Tạo ra một cái động lực, một cái niềm tin để chúng ta học hỏi lẫn nhau nhiều hơn. Đấy, vậy thì là sau cái buổi này thì thời gian đáng nhẽ là 10 giờ chúng ta kết thúc, nhưng nó đã quá 16 phút rồi. Nhưng mà bởi vì cái chương trình nó hay quá nên nó không thể dừng được, đúng không cả nhà? Do đó là Hoàng Hương rất mong muốn cả nhà chúng ta là sau cái buổi tối này thì chúng ta hãy cùng nhau thực hiện cái việc năm tốt mỗi ngày. Nếu còn ai chưa có cái biểu mẫu năm tốt ấy thì tí nữa chị Gấm ơi, chị có cái chị gửi lên cái nhóm cho em với, gửi đến các nhóm hội cho em với, để cho mọi người thì sẽ làm. Ví dụ như nhóm Bảo Đoái rất nhiều người mới chưa biết, thứ hai là nhóm Bạch Mai cũng chưa biết được cái sơ đồ, cái kế hoạch đó, để mọi người biết, mọi người sẽ viết ra tay, viết ra giấy ấy, để chúng ta làm bắt đầu từ hôm nay, để làm tốt mục tiêu, ra cái chỉ tiêu một ngày chúng ta học tập bao nhiêu giờ, chúng ta đi chăm sóc khách hàng bao nhiêu người, chăm sóc có thể thực tiễn hoặc có thể là gọi điện nhắn tin, hoặc chúng ta đi bán hàng được cho bao nhiêu khách hàng, và chúng ta tuyển dụng mấy người. Đấy, tất cả những công việc một ngày chúng ta thống kê hết ra để chúng ta lốt lại, chúng ta làm đấy, và đến cuối ngày mai chúng ta tập hợp lại và chúng ta lên kế hoạch của ngày kia. Và mỗi một cái bảng đấy chúng ta hãy gửi lên cái nhóm của chúng ta ấy, làm. Vâng, thì mong tất cả các leader, những các nhóm, các e nhỏ và các trưởng điểm bán, chúng ta là người làm đầu tiên nhá,
gửi lên để chúng ta cho các nhà phân phối chúng ta sẽ học của chúng ta. Đấy, thì mong muốn cả nhà chúng ta làm, chúng ta hãy cùng nhau đồng lòng đồng sức trong cái thời buổi Covid này, thì chúng ta hãy biến cái nguy thành cái cơ hội của chúng ta để chúng ta làm việc tốt hơn, hiệu quả tốt hơn. Bởi vì là trong mùa Covid này nói đến kháng thể thì ai người ta cũng tiếp nhận. Đấy, các bạn thấy rằng từ bạn Tống Nga, từ bạn Đoài, rồi từ bạn Tuyết, tất cả mọi người đi bán sản phẩm đều mọi người đều lấy rất là nhiều chứ không phải lấy ít. Nên chúng ta hãy luôn luôn nghĩ sản phẩm này là rẻ cả nhà nhé, rất giá rất là hợp lý và giá rẻ, nó không cạnh tranh với các sản phẩm khác. Đấy, thì chúng ta bán sản phẩm rất dễ. Nếu như các bạn quan điểm giá sản phẩm này đắt thì chúng ta sẽ không chia sẻ đâu ạ, và sẽ bán rất là ít. Còn nếu chúng ta thấy rằng sản phẩm này giá nó rất là rẻ, rất là hợp lý thì chúng ta chia sẻ rất là nhiều. Đó, ví dụ như Hoàng Hương trước Tết nghỉ đã chia sẻ cho một khách hàng đúng 38 triệu. Vâng, chia sẻ chúng ta lấy đúng 3 tháng uống 38 triệu. Đầu tiên thì khách hàng chỉ nói là lấy có 2 lon thôi, lấy cho anh 2 lon ăn pha. Đấy, nhưng mà cuối cùng là Hương vẫn chốt. Bởi vì sao? Mình thấy sản phẩm nó quá là, so với sản phẩm quá rẻ. Thứ hai là để những người có bệnh nặng, nếu chúng ta không mạnh dạn kê nhiều sản phẩm phối hợp thì họ uống sẽ rất lâu tiến triển. Chính vì vậy nên chúng ta phải mạnh dạn tư vấn kê nhiều cho người ta để người ta uống theo đúng với bệnh người ta thì nó sẽ tiến triển mạnh hơn. Vâng, đấy là cái kinh nghiệm. Vâng, bây giờ cũng muộn rồi, Hoàng Hương cũng cảm ơn tất cả quý các nhà phân phối đã có mặt và đã lắng nghe cái buổi chia sẻ của Hoàng Hương cũng như tất cả các nhà phân phối hôm nay. Tuy nhiên rằng các buổi chia sẻ chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện dần, và mong muốn rằng là chúng ta sẽ có những cái buổi chia sẻ thường xuyên ở trong cái hệ thống của chúng ta này, thường xuyên liên tục thế thì để chúng ta được có cơ hội giao lưu, được nói ra những tâm tư nguyện vọng của mình, và để cho người và nói ra những cái kết quả của mình để cho người khác học tập. Như buổi hôm nay rất là Hương thấy cũng rất là ý nghĩa. Và em xin phép hỏi nè, trong hệ thống có anh chị nào đã từng chia sẻ để cho cặp vợ chồng hiếm muộn ấy mà đã thành công khi sử dụng alpha lipid, cho em xin cái chia sẻ. Có nhiều đấy bạn đồng chí, ở trên Lai Châu có luôn một người đấy, đồng chí bản ấy nào về đây học tập. Thứ hai là chỗ mà bị tắc nghẽn ấy có bà sếp ấy có video luôn đây, sống ở trên đây mình có đấy. Rồi thì cái Hiền chỗ cái Hiền mà vợ của Giang ở trên Xuyên Hồ ấy, đây này thì nhờ cô Gấm hỗ trợ cháu nhé. Rồi hôm nào về đây đến tận nhà, hôm nay bản vừa đến đây chia sẻ không. Vấn đề đấy thì chị Gấm sẽ hỗ trợ cho bạn Huệ nhé. Huệ ơi, chị Gấm có rất nhiều tiên chứng ấy. Vào buổi thời gian cũng muộn rồi thì Hương cũng chào cả nhà, chúc cả nhà vào buổi tối ngủ ngon và cũng sẽ có giấc mơ đẹp, để giấc mơ là ngày mai bán được rất nhiều sản phẩm và tuyển dụng nhiều người. Vâng, xin chào cả nhà, tay gần nhất để cho xin chào mọi người. Xin chào mọi người, chúc mọi quý nhà phân phối chúng ta ngủ ngon ạ. Vâng. Chào cả nhà. Hôm nay Đồng Lan có xuống đấy không? Em gọi không được đâu.